Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Chương 1. Lớn lên trong môi trường thích hợp. Đối với tôi, nghệ thuật bán hàng của ông tôi gần như là một phép màu nhiệm. Tôi không biết có phải mình bẩm sinh đã là một người bán hàng chuyên nghiệp hay không, nhưng tôi nhớ lúc còn là một đứa trẻ, tôi đã bị cuốn hút trước ông và cũng như trước những người đàn ông khác trong vùng. Với tất cả những con người này, sinh kế của họ trong thời kỳ khó khăn ấy đều phụ thuộc vào tài năng bán hàng của mỗi người. Ông thường cho tôi đi cùng trên chiếc xe tải Ford Model T của mình, phi phò và ầm ầm chạy qua các con phố, chở đầy các loại trái cây và rau quả ông mua từ chỗ những người nông dân lúc sáng, để sau đó đem bán đến tận nhà những người dân. Ông thích giao du với mọi người. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe của ông, các bà nội trợ tạm ngưng việc nấu nướng và dọn dẹp, chùi tay vào tạp dề hoặc khăn lau chén và chạy ra. Dường như tính hài hước, sự thoải mái và những cuộc trò chuyện với ông có sức thu hút ngang bằng với màu sắc và độ tươi nguyên của các sản phẩm mà ông bán. Chính trên tuyến đường đó, ông đã cho tôi cơ hội thử bán hàng lần đầu tiên. Lúc đó, tôi chỉ kiếm được vài xu thôi, nhưng thành tích khiêm tốn đầu đời này đã cho tôi sự hình dung chắc chắn về định hướng phát triển bản thân sau này. Tôi không thể chối bỏ gốc gác của mình. Một đứa trẻ lớn lên ở thành phố Grand Rapids bình thường, bang Michigan, miền Trung Tây, nước Mỹ, trong thời kỳ đại khủng hoảng. Về góc độ tiền bạc và của cải vật chất, chúng tôi chỉ xoay sở được vừa đủ. Nhưng trong ký ức về những năm niên thiếu của mình, tôi xem đó là khoảng thời gian hạnh phúc với nhiều kinh nghiệm phong phú, còn cuộc sống thì thân thiện, ấm cúng và dễ chịu. Ngay cả tình cảnh phải chấp nhận làm những việc vất vả, chấp nhận hy sinh trong thời kỳ khắc nghiệt ấy cũng khiến tôi mạnh mẽ hơn và đã dạy cho tôi những bài học quan trọng về cuộc sống. Tôi thật may mắn khi được lớn lên trong một môi trường thích hợp như vậy. Tôi đã xây dựng nền tảng cho bản thân ngay tại nhà tôi, tại nhà của bạn bè tôi, trên đường phố và sân chơi, trong các lớp học và nơi băng ghế dài ở nhà thờ. Nền tảng đó hình thành nên là nhờ những gì tôi học được từ cha mẹ và ông bà, thầy cô giáo và mục sư. Tôi đã học được cách điều hành hoạt động kinh doanh của riêng mình khi đi giao báo. Tôi đã nhận được phần thưởng từ cuộc bán hàng đầu tiên khi theo chân ông đi bán hàng rong đến tận từng nhà. Tôi đã tự viết nội dung và trình bày bài phát biểu đầu tiên của mình với tư cách là chủ tịch hội học sinh năm cuối ở trường trung học. Đức tin Kitô giáo trong tôi được ươm trồng và nuôi dưỡng từ sự mộ đạo của gia đình, cùng với những bài học mà tôi tiếp thu được trong các lớp học giáo lý ngày Chủ nhật. Tôi được bao bọc bằng mối liên kết vững bền và thân thiết với cha mẹ thân yêu. Sự khích lệ không ngừng của cha khiến tôi có được sự tự tin và tinh thần lạc quan. Và nhờ vào sự tận tâm của một người thầy thông thái, tôi đã bắt đầu nghĩ về mình như một nhà lãnh đạo tiềm năng. Tôi sinh ra vào ngày 4 tháng 3 năm 1926 tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan. Giống như các thành phố khác của Mỹ vào thời bấy giờ, nơi đây chưa có gì đặc biệt. Điều duy nhất khiến người ta nhớ đến Rapids là danh hiệu thành phố trang thiết bị nội thất, vì ở đây có nhiều công ty sản xuất đồ nội thất. Tôi nhớ vào thời niên thiếu, tôi có một tấm bưu thiếp ở trên đó ghi: "Chào mừng bạn đến với Grand Rapids, thủ đô trang thiết bị nội thất của thế giới." Chạy qua thành phố là sông Grand, và dọc theo bờ sông là các nhà máy sản xuất đồ nội thất xây bằng gạch. Và trên các ống khói nhà máy đó có in tên các nhà sản xuất như Wibdicom, Imperial, American Sitting, Baker và nhiều cái tên khác nữa. Vào thời đó, xe điện chạy leng keng trên các đường phố chính trong thành phố,
như đại lộ Manrio và đường Fulton. Rồi những chiếc xe hơi thì hầu hết thuộc dòng Model T, vì đây đang là thời hoàng kim của mẫu xe này. Còn xe lửa thì vẫn chạy ầm ầm qua những chiếc cầu bắc ngang sông Grand. Từ phố chính Fulton, bạn chỉ cần đi về phía đông thêm vài cây số là đến khu tôi ở, nơi có những ngôi nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, nằm trên các con phố yên tĩnh với những hàng cây được trồng ven đường. Khu này còn có các cửa hiệu nhỏ bán lẻ của một số hộ gia đình. Trường Đại học Aquinas rợp bóng mát với rất nhiều các công viên để vui chơi. Giống như hầu hết các cư dân ở Grand Rapids, gia đình tôi gốc Hà Lan. Tôi vẫn có thể nghe được giọng Hà Lan đặc sệt khắp nơi trong vùng, chẳng hạn như cách phát âm là Old Country thay vì Old Country khi họ trò chuyện với nhau về cố quốc, rồi âm G thành Y và S thành Z. Thoạt tiên, người Hà Lan di cư sang Holland, bang Michigan, rồi họ tìm thấy các cơ hội tốt hơn ở thành phố Grand Rapids lân cận, nơi có diện tích lớn hơn Holland nhiều. Ghi chú, Holland cũng là một thành phố ở bang Michigan. Ở thành phố này, hàng năm, cư dân vẫn kỷ niệm di sản Hà Lan của mình bằng cách mặc trang phục truyền thống của Hà Lan và mang dép gỗ trong suốt mùa lễ hội hoa tulip. Đó là những người siêng năng, sống tiết kiệm, thực tế và rất sùng đạo Tin Lành. Họ bị thu hút đến Mỹ chủ yếu không phải vì nhu cầu kinh tế, mà vì lời hứa sẽ được tự do làm bất cứ gì họ mơ ước. Trong những bức thư viết về cho gia đình ở Hà Lan, những di dân này thường khoe rằng họ đang tận hưởng tự do tại Mỹ. Xin nói thêm là, ở Hà Lan vào thời này, tự do là điều không tưởng, khi mà tư tưởng con vua thì lại làm vua, còn sãi ở chùa thì quen lá đa vẫn còn phổ biến. Mục sư Albertus Van Roo là người xây dựng thành phố Holland vào giữa thế kỷ 19. Và trong một bức thư gửi về cố quốc, ông đã viết rằng hầu hết những người Hà Lan tìm việc ở Grand Rapids không có kỹ năng và ít học hành. May thay, phần lớn đàn ông có khả năng học hỏi và rèn luyện tay nghề để trở thành người thợ thủ công lành nghề trong các xưởng sản xuất đồ nội thất. Còn đa số phụ nữ trẻ có thể giúp việc cho các gia đình giàu có. Nhưng cũng có nhiều người khác lại thể hiện được một đặc điểm khác. Ngoài những đức tính chăm chỉ, cần cù, thông minh, sáng tạo của dân Hà Lan, có óc kinh doanh. Những người Hà Lan kế thừa ở Grand Rapids đã khởi nghiệp 3 nhà xuất bản tôn giáo lớn nhất nước Mỹ. Cũng chính những người gốc Hà Lan đã thành lập trụ sở chính của nhà thờ Tin Lành Cải Cách và trường đại học Calvin ở Grand Rapids. Công ty bánh quy Hickman khởi nghiệp ở Grand Rapids và sau đó trở thành công ty Kibler. Và có thể bạn đã quen thuộc với chuỗi siêu thị mang tên Meijer ở vùng Trung Tây cũng như Amway, một tập đoàn quốc tế chuyên bán hàng trực tiếp. Cả hai đều được những người Mỹ gốc Hà Lan sáng lập tại Grand Rapids. Vì thế, tôi rất biết ơn di sản Hà Lan của mình. Đó là tình yêu tự do, đạo đức nghề nghiệp vững chắc, tinh thần kinh doanh và một niềm tin mạnh mẽ. Tôi ra đời vào những năm 20 gầm thét, nhưng không nhớ gì về kỷ nguyên mà nước Mỹ đang trên đà phát triển, bùng nổ và có vẻ như đã đạt đến một sự thịnh vượng hơn bao giờ hết. Ghi chú, từ gốc là Roaring Twenties. Chỉ thập niên 20 của thế kỷ 20 tại Mỹ, Anh và một số nước châu Âu. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, 20 gầm thét là thời kỳ mà xã hội phương Tây bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ ở hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, từ kinh tế đến văn học, nghệ thuật, văn hóa. Tuy nhiên, sự kiện phố Wall sụp đổ vào ngày 29 tháng 10 năm 1929 đã đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ kinh tế cũng như thời đại vàng son của thập niên 20 này, mở ra thời kỳ đại khủng hoảng, tức Great Depression. Liền sau đó là Thế chiến thứ hai. Ký ức tuổi thơ của tôi là về thời kỳ đại khủng hoảng. Khi tôi lên 10, Tổng thống Franklin
D. Roosevelt đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Và trong diễn văn tái nhậm chức của mình, ông nhắc nhở người Mỹ rằng ông vẫn còn thấy 1/3 dân số thiếu nhà ở, thiếu quần áo và thiếu ăn. Trên thực tế, vào thời kỳ mà nguồn thu nhập của hầu hết các gia đình Mỹ đều phụ thuộc vào một người kiếm tiền duy nhất, thì 1/4 dân số lại không có việc làm. Gia đình tôi không phải là ngoại lệ. Cha tôi thất nghiệp, ông không thể làm nghề thợ điện của mình mà phải làm những công việc lặt vặt trong 3 năm. Chúng tôi đã không thể giữ được ngôi nhà mà ông đã tự tay xây nên, nơi tôi trải qua những năm tháng tuyệt vời thời niên thiếu. Ngôi nhà đầu tiên của tôi nằm trên đường Helen, cũng là nơi tôi chào đời. Sinh con tại nhà là một chuyện bình thường vào thời ấy, vì hầu hết các gia đình chưa có đủ khả năng chi trả cho việc sinh con tại bệnh viện. Ngôi nhà thứ hai của tôi nằm trên đại lộ Wollongong, và tôi vẫn nhớ cảm giác mãn nguyện và tự hào khi được đánh bóng sàn nhà lát bằng gỗ cứng thay vì gỗ đơn giản. Ngôi nhà này có 3 phòng ngủ trên lầu và 1 phòng tắm ở tầng dưới, loại nhà ở điển hình tại khu phố của tôi lúc bấy giờ. Khi cha tôi, Simon, mất việc, cùng với cha, mẹ Ether và em gái Bernice của mình, tôi phải quay về những căn phòng trên gác trong ngôi nhà ở đường Helen của ông bà, nơi tôi nhớ rằng mình phải ngủ dưới những thanh xà của mái gác. Còn căn nhà ở Wellington, bố tôi cho thuê với giá $25 một tháng. Trong khi việc chuyển nơi ở thật không dễ dàng đối với bố mẹ, tôi lại xem việc ngủ trên gác xếp như một cuộc phiêu lưu. Tôi cũng thấy vui thích khi được dành nhiều thời gian bên ông bà. Lúc đó, tôi không hề biết rằng những trải nghiệm thuở thiếu thời sẽ giúp tôi hình thành quan điểm và sự nhận thức hết sức sâu sắc trong những năm sau này. Khi tôi đã đạt đến thành công ở mức cho phép, tôi và gia đình được tận hưởng một lối sống thật thoải mái. Chúng tôi sống ở ngôi nhà trên đường Helen khoảng 5 năm đen tối nhất của cuộc khủng hoảng. Chúng tôi nghèo, nhưng xét cho cùng, đó là tình cảnh chung của hầu hết hộ gia đình sống cùng khu vực. Nếu nhà bên có để một cái ghế cắt tóc trong phòng ngủ của họ để mở dịch vụ cắt tóc tại gia cho xóm giềng, chúng tôi cũng không xem là việc bất bình thường. 10 xu là một số tiền rất lớn trong những ngày ấy. Tôi còn nhớ có một thiếu niên đến cửa nhà chúng tôi bán tạp chí, và anh đã khóc vì không thể về nhà cho đến khi bán hết. Và cha tôi phải nói thật với anh rằng chúng tôi không còn một đồng xu nào trong nhà. Nhưng đó không phải là những ngày tồi tệ đối với một cậu bé như tôi. Trái lại, tôi cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong cộng đồng luôn gắn kết chặt chẽ của mình. Chúng tôi sống trong khu phố gồm toàn người Mỹ gốc Hà Lan. Vì vậy tôi luôn có cảm giác gần gũi, thân thiết với mọi người. Nơi tôi lớn lên nằm ở rìa đông của thành phố và được gọi là Brick Ray, đặt theo tên của 3 nhà máy gạch được xây bên cạnh những ngọn đồi đất sét được khai thác để làm gạch ngói. Các nhà máy này tuyển những người lao động chăm chỉ vừa từ Hà Lan đến Mỹ. Và chính nhờ cộng đồng người gốc Hà Lan sẵn có ở đây mà nhiều di dân tuy chưa nói được tiếng Anh nhưng họ vẫn tìm thấy được sự thân thuộc, đậm chất cố quốc ở Brick Rail. Cộng đồng của chúng tôi gần gũi không chỉ vì có cùng tổ tiên là người Hà Lan hay vì các gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, mà còn vì sự gần gũi về khoảng cách vật lý. Những ngôi nhà cao và hẹp, phần lớn là 2 tầng, được xây rất gần nhau trên những lô đất nhỏ. Những lô đất này lại chỉ được phân cách bằng các lối đậu xe hơi rất chật hẹp. Đường phố chật chội và lối đi quá gần nhau, nên hàng xóm có thể mượn đồ của nhau mà không cần ra khỏi nhà. Họ chỉ chồm người một chút qua khung cửa sổ là đã có thể chuyển bất cứ thứ gì sang cho người ở nhà bên. Ngoài ông bà, anh em họ của tôi cũng sống gần đấy. Ông nhớ mình đã lớn lên giữa những cuộc thảo luận quanh bàn ăn của đại gia đình, rồi những cuộc vui cùng bạn bè và anh chị em họ ở sân sau. Ngày nay, chỉ có một số ít người già sống với con cháu của họ. Còn tôi thì luôn có những cảm xúc trìu mến mỗi khi nhớ về khoảng thời gian được tận hưởng tình yêu thương và sự thông thái của ông bà tôi.
cả bên nội lẫn bên ngoại. Mặc cho những vật lộn mưu sinh, với tôi, ngày xưa ấy thấm đượm nhiều thương yêu hơn là lo lắng. Tôi tin rằng chúng tôi chịu ảnh hưởng từ cả một gia đình, chứ không phải từ một cá nhân kiệt xuất nào. Trong cuộc sống này, đã là ông bố trẻ của bốn đứa con. Có lúc tôi hồi tưởng lại quá trình trưởng thành của mình khi còn sống trong gia đình và chịu nhiều ảnh hưởng từ bố mẹ, để rồi nhận ra chính nhờ môi trường gia đình đó mà tôi mới trở nên chín chắn và có tinh thần trách nhiệm đến thế nào. Quả thật, khi đã có được sự tự giác, nỗ lực để tạo nên bầu không khí thích hợp cho cuộc sống gia đình, việc một đứa trẻ gánh vác các trọng trách với tư cách người lớn sẽ đến một cách tự nhiên và dễ dàng. Trước khi có những phương tiện giải trí hiện đại như TV, máy tính và trò chơi điện tử, bọn trẻ chúng tôi đã phải tự tạo ra niềm vui cho mình. Tôi nhớ những khoảng thời gian thú vị nhất là dành để sáng tạo nhiều hoạt động cho em tôi và bạn bè cùng tham gia. Gian, một trong hai cô em gái của tôi, vẫn còn nhớ là tôi đã từng làm một nhà sản xuất kẹo tuyệt vời và đã tạo ra rất nhiều hương vị kẹo. Thậm chí, tôi còn dựng nên cả một hệ thống dây chuyền để chuyển kẹo từ cửa sổ nhà bếp của mình đến cửa sổ nhà hàng xóm. Tôi yêu thể thao, nhưng vì không có điều kiện sắm sửa, tôi đã phải chế ra rất nhiều dụng cụ để có thể chơi đùa. Tôi tự làm bảng bóng rổ, tự nghĩ ra trò đổ đầy nước vào một chỗ đất trũng bỏ không vào mùa đông, tạo nên mặt băng cứng để trượt trên đó. Tôi nhớ tiếng vọng của quả bóng bàn dưới tầng hầm tối khi nó rớt xuống sàn xi măng và tường gạch rồi dội lại. Tại căn hầm đó, tôi dạy các em gái của mình chơi bóng bàn với một chiếc bàn được đặt kế bên chiếc lò sưởi cũ kỹ được đốt bằng than. Đến giờ, Giàn vẫn còn nhớ cú xoay bóng hiểm bằng tay trái của tôi. Tôi cũng có những ký ức vui về việc chơi bóng rổ với anh em họ của mình trên đường phố. Vào thời kỳ khó khăn ấy, thì đường xá rất vắng xe cộ qua lại, nên chúng tôi càng có nhiều không gian chơi đùa hơn. Quả bóng rổ bị đánh tơi tả, đến nỗi chúng tôi phải quấn sợi xung quanh nó, đồng thời đính vài vụn bên trong để tái sử dụng. Vào thời buổi khó khăn ấy, chúng tôi chẳng hề có tiền để mua một quả bóng mới. Dù sao, thì chúng tôi cũng phải thú thật, chơi bóng trên đường phố có thể gây nguy hiểm cho cửa sổ nhà hàng xóm. Và chắc chắn, chúng tôi đã làm vỡ nhiều hơn một cái kính cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ, có một bà láng giềng đã giận dữ chạy từ trong nhà ra, tay cầm một con dao thái thịt và la hét đuổi chúng tôi ra khỏi bãi cỏ nhà bà. Át hẳn bà ta nghĩ chúng tôi đã xâm nhập quá sâu vào lãnh địa của bà. Phần tuyệt vời nhất trong ngày là lắng nghe các chương trình Green Hornet và Zanon Ranger trên radio. Vào các buổi chiều chủ nhật, gia đình chúng tôi thường chơi ghép hình trong khi nghe đài phát thanh chuyện trinh thám. Khi hoàn tất một bức tranh ghép hình, chúng tôi sẽ đổi nó để lấy một mẫu khác từ những người bà con. Tôi còn nhớ mình phải đi bộ sang nhà một người họ hàng cách đó hai khu nhà, trên tay mang 5 chiếc hộp chứa các miếng ghép hình và đổi chúng với bất cứ mẫu nào mà họ có. Ông bà tôi có một chiếc bàn đặt tại nhà và trên đó luôn có những miếng ghép và một mẫu đang được hoàn tất. Mọi người trong nhà sẽ ghé qua và đặt xuống một mẫu ghép cho đến khi kết thúc. Tôi cũng đọc sách, nhưng vì vấn đề chi phí và thiếu thốn những bản sách in mới, tôi phải tạm bằng lòng với bất cứ cuốn sách nào có trên kệ sách ở nhà. Thường thì có những cuốn cũ, và nhờ thế tôi đã đọc Tom Sawyer cùng nhiều cuốn văn học cổ điển khác. Với tôi, mỗi thứ bảy được nhận một đồng xu là một niềm vui thích thực sự, và tôi thường dùng nó để mua kẹo. Khi kể lại các hoạt động lấp đầy cuộc sống của mình thời thơ ấu này, tôi thực sự nghĩ rằng việc hoàn cảnh buộc tôi phải sáng tạo sao cho vừa tạo được niềm vui lẫn thu hút những người khác cùng tham gia là một ơn lành. Chắc chắn nó đã giúp tôi xây dựng năng lực suy nghĩ sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới, cũng như giúp phát triển kỹ năng xã hội của tôi. Trẻ em ngày nay, bao gồm cả cháu tôi, đôi khi quá tập trung vào những chiếc máy tính và các thiết bị điện tử
nên không tương tác đủ với những người khác. Tôi đã lớn lên trước khi thời đại TV bắt đầu. Khi các bậc cha mẹ còn đọc sách báo vào buổi chiều, con dành thời gian cho các sở thích của họ hoặc tản bộ. Còn bọn trẻ thì được vui chơi dưới ánh đèn đường. Ngày xưa, trước khi có hàng hiên sân sau và lan can, mọi người thường ngồi ở mái vòm phía trước, nói chuyện với hàng xóm đi ngang qua nhiều hơn. Trước khi có máy điều hòa không khí, người ở trong nhà này vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện của những người láng giềng hoặc tiếng radio từ nhà khác theo gió vọng lại. Đó là những ngày mà bạn còn có thể nghe được tiếng lộc cộc của những chiếc xe ngựa kéo trên đường, tiếng máy bình bịch của những chiếc xe Modente, tiếng dao của những người bán hàng rong, tiếng lanh canh của những người giao sữa và đá lạnh, tiếng rào rào của than đổ vào các thùng chứa. Cha mẹ đã giúp tôi thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp một cách mạnh mẽ từ những ngày đầu trong cuộc sống. Một trong những việc vặt mà tôi phải làm là cho than vào lò mỗi buổi sáng và buổi tối. Người giao hàng quẳng cho các bao than ngay lối lái xe vào nhà. Vì vậy, trước tiên tôi phải chuyển các bao than đen nặng, bụi bặm và dơ giấy xuống tầng hầm của chúng tôi. Sau đó, tôi mở cánh cửa ọp ẹp bằng gang ra, xúc than cho vào đám cháy rực rỡ trong lò. Nhờ thế mà cả gia đình mới không bị đóng băng suốt những mùa đông khắc nghiệt ở Michigan. Ấy vậy mà, ngôi nhà của chúng tôi vẫn còn bị cho là lạnh nếu xét theo tiêu chuẩn của các sản phẩm lò sưởi hiện đại ngày nay. Em gái Bernay của tôi vẫn nhớ rằng lúc đó ngôi nhà lạnh đến nỗi chúng tôi phải đứng trên cửa lò để chuẩn bị đến trường. Dù sao thì chúng tôi vẫn có than để sưởi ấm và đá để làm mát. Các nhà hàng xóm thường treo những tấm bảng ghi rõ số lượng đá lạnh họ muốn được giao. Tôi đã từng đi giao đá lạnh cùng với một người bạn và vẫn nhớ chuyện mình kéo lê những bao đá nặng khoảng 20 đến 45 kg lên trên cầu thang, rồi nhét chúng vào những hộp đá của người mua sau khi sắp xếp sữa và thực phẩm của họ về lại vị trí cũ. Mỗi hộp đá có một khe nhỏ chứa nước đá chảy ra. Và tôi nhớ lại có nhiều lúc tôi đã hăng say dọn sàn bếp bị ngập cùng với các em mình vì chúng tôi quên đổ nước trong khay này. Theo gương cha mẹ, tôi đã chấp nhận rằng làm việc là một phần của cuộc sống và là điều thiết yếu cho một mái ấm gia đình thành công. Sau này, Bernay vẫn nhớ kỹ là nó đã ghét việc phủi bụi trong từng thanh gỗ trên tất cả những chiếc ghế trong phòng ăn thế nào. Nhưng tôi cũng nhớ rằng con bé chưa bao giờ phàn nàn hay từ chối mỗi khi có thành viên trong gia đình nhờ nó làm việc này việc kia. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Hà Lan của chúng tôi, hầu hết các ngày chủ nhật có nghĩa là phải đi nhà thờ và đến lớp giáo lý. Gia đình tôi tham gia giáo hội Tin Lành Cải Cách, vốn được tách ra từ giáo hội Kitô giáo Cải Cách. Đây cũng là nhánh truyền thống và rất nghiêm ngặt. Đi nhà thờ không phải là một lựa chọn mà là điều bắt buộc. Chúng tôi thuộc bộ phận những người theo thuyết Calvin, một nhánh tôn giáo cải cách của Hà Lan. Chúng tôi sống và tuân theo những quy tắc rõ ràng: tôn kính cha mẹ, dành một phần tiền kiếm được cho những việc mà Chúa giao phó, chia sẻ với cộng đồng, trung thực, làm việc chăm chỉ và phấn đấu để có thái độ tinh thần tốt. Chúng tôi luôn nói lời cảm ơn tạ Chúa, đã bàn cho bữa ăn rồi mới bắt đầu cầm dao, nĩa lên. Và chúng tôi sẽ đọc một đoạn kinh thánh để kết thúc bữa ăn. Vào ngày Chủ nhật, hầu hết các doanh nghiệp đóng cửa, còn các hoạt động uống rượu hay khiêu vũ đều bị cấm. Một số giáo dân còn cho rằng việc đi xem phim vào ngày của Chúa là sự lãng phí thời gian. Cũng từ trong ký ức xưa cũ nhất của mình, tôi đã biết đến cảm giác của băng ghế gỗ dài có lưng tựa trong nhà thờ. Đối với một đứa trẻ ồn ào, thích hoạt động thể thao và vui chơi ngoài trời với bạn bè như tôi, thì việc phải ngồi trên ghế băng dài, cứng trong nhà thờ, phải cố gắng nắm bắt những lời giảng dài khá dài của mục sư là điều không hề dễ dàng. Đến khi đủ lớn để ngồi xe hơi đến nhà thờ với một người bạn, thằng hoặc chúng tôi sẽ bốc một bản tin ở cuối nhà thờ và rời khỏi đó mà không dự lễ, để rồi sau đấy
chia bản tin ra cho cha mẹ như là một bằng chứng rằng chúng tôi đã ở nhà thờ vào buổi sáng. Mặc dù mãi đến khi trưởng thành tôi mới tuyên xưng đức tin, nhưng cuối cùng thì tôi đã rất cảm kích lý do tại sao đức tin và vai trò giáo dân lại quan trọng và được thực hiện nghiêm túc trong văn hóa Hà Lan của chúng tôi như thế. Ngay khi còn là một đứa trẻ, tôi đã không bao giờ nghi ngờ rằng đức tin của một người là rất quan trọng. Tôi không thể nhớ ra được có lúc nào mà tôi không tin vào Đức Chúa Trời. Đến khi vào trung học, tôi đã thấy được sự khác nhau giữa các Kitô hữu và những người khác. Có một không khí chung giữa các Kitô hữu mà tôi cảm nhận được. Ấm áp hơn, vững vàng hơn về mục đích và ý nghĩa, và gắn bó sâu đậm hơn giữa những người cùng chia sẻ một niềm tin. Tôi quyết định rằng nhóm Kitô giáo chính là nơi tôi thuộc về. Ngay cả khi tận hưởng các cuộc vui và trò chơi của trẻ con, chúng tôi vẫn không thể thoát khỏi sự thật là mình đang sống qua những giai đoạn khó khăn và rằng cha tôi đang thất nghiệp. Ông nhận làm bất cứ việc gì mà ông tìm được để giữ cho cuộc sống gia đình tiếp tục. Những ngày trong tuần, ông đóng bột vào bao ở căn phòng phía sau của người bán tạp phẩm. Và vào các ngày thứ bảy, ông bán tất và đồ lót ở cửa hiệu quần áo dành cho nam. Nhưng ông không bao giờ phàn nàn. Cha tôi là người rất lạc quan. Ông tin vào sức mạnh của lối suy nghĩ lạc quan và luôn thể hiện niềm tin vào nó, mặc dù trong cuộc sống riêng, ông không thành công như ông từng hy vọng. Ông cũng đọc các tác phẩm của những tác giả mà ngày nay tôi vẫn thường nhắc đến như Norman Vincent Peale hay Dale Carnegie. Và dẫu chỉ học đến lớp 8, nhưng ông rất thích học hỏi bằng cách đọc thêm những cuốn sách về suy nghĩ tích cực. Ông luôn bảo tôi, con sẽ làm được những điều vĩ đại. Con sẽ làm tốt hơn những gì bà đã làm. Con sẽ đi xa hơn những nơi bà đã đi. Con sẽ thấy những gì bà chưa bao giờ thấy. Nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ cha tôi đã cảm thấy rất căng thẳng trong suốt thời kỳ khó khăn lúc tôi còn nhỏ. Mặc dù ông không để lộ ra điều đó, khi nghĩ về tấm gương tuyệt vời của cha đã dẫn dắt gia đình với một thái độ tích cực và lạc quan như thế, tôi hy vọng rằng hồi còn trẻ, mình đã biểu lộ được cho ông hay phần nào sự ngưỡng mộ và lòng cảm kích dành cho ông. Thậm chí còn hơn thế, tôi mong tôi là một tấm gương tương tự cho con của mình. Chúng ta không nên cố sống vì con cháu, nhưng cho đến hôm nay, tôi đã cố gắng nhiều để tham dự vào việc giúp cho con cháu của tôi phát huy tiềm năng của chúng vì một cuộc sống thành công và có ý nghĩa. Giờ đây, tôi thực sự hiểu cha cũng đã mong muốn điều tương tự cho tôi đến nhường nào. Cha tôi đã khuyến khích tôi tạo dựng một sự nghiệp riêng. Kinh nghiệm của cha là ông đã kiểm soát được tình trạng có việc hay là bị thất nghiệp. Số phận của ông nằm trong tay người thuê mướn ông. Quan trọng hơn, ông thuyết phục tôi rằng làm chủ một doanh nghiệp không phải là một giấc mơ viển vông. Ông luôn dạy tôi tin vào tiềm năng không giới hạn để nỗ lực phát triển của mỗi cá nhân. Mỗi lần tôi chớm nói con không thể là ông sẽ ngăn tôi lại ngay. Chẳng có từ nào là không thể cả. Ông nhấn mạnh với tôi rằng tôi không thể là một lời khẳng định thất bại. Tôi có thể mới là tuyên ngôn của lòng tin và sức mạnh. Cha luôn nhắc tôi con có thể làm được việc đó. Những từ đó còn mãi với tôi và định hướng tôi suốt quãng đời còn lại. Có lẽ vì tôi là con cả và là con trai duy nhất, cha đã quan tâm đến tôi rất nhiều, như cùng chơi thể thao, đọc sách cho tôi nghe và chia sẻ những sở thích của ông. Cha ảnh hưởng đến tôi về nhiều mặt, đến nỗi sau này đã tác động rất lớn đến cuộc sống của tôi. Ông thích luôn chân luôn tay, như hồi đó chúng tôi thường nói. Tôi nhớ ngày xưa ấy, mình thường hay xem ông loay hoay với bất cứ thứ gì thuộc về máy móc mà ông có thể sửa được dưới tầng hầm. Ông cũng là người thích phiêu lưu và nhìn xa trông rộng. Một người yêu những ý tưởng mới và thường mơ mộng đến những nơi ông muốn xem. Vì không có tiền đi du lịch, ông đã không thể đến được những nơi ông chỉ nhìn thấy trên bản đồ. Nhưng tôi nhớ, có một lần cả nhà tôi chất lên chiếc xe duy nhất của gia đình đi đến công viên quốc gia
Yellowstone. Đó là một chuyến phiêu lưu lớn dành cho chúng tôi. Mối quan tâm đặc biệt về dinh dưỡng của cha cũng đi trước thời đại. Cha nói chuyện về việc làm vườn hữu cơ, thậm chí còn trước khi hầu hết mọi người biết đến đó là gì. Ông giảng giải lợi ích của một chế độ ăn uống lành mạnh và chỉ cho phép bánh mì làm từ bột lúa mì nguyên hạt xuất hiện trên bàn của chúng tôi. Dù đó là loại bánh mì mà các em tôi đều ghét. Những ý kiến độc đáo và sự thực hành của ông trong lĩnh vực dinh dưỡng chắc chắn đã ảnh hưởng đến nhận thức của tôi, khiến sau này tôi trở thành nhà phân phối sản phẩm của Lutilite cùng với cộng sự kinh doanh tương lai của mình, Jayvan Andel. Tôi cũng thật may mắn có mẹ là người đã có những ảnh hưởng tốt đến cuộc sống của tôi. Bà không làm việc ở bên ngoài và thường có mặt mỗi khi tôi và các em gái cần đến. Khác với cha, mẹ tôi thú nhận rằng bà đã không mấy lạc quan trong suốt những năm tháng đó. Tuy vậy, bà là một nguồn lực ổn định, đảm bảo cho ngôi nhà được giữ gìn sạch sẽ và các bữa ăn được dọn lên bàn. Với tính thực tế và tiết kiệm, mẹ đã giúp chúng tôi vượt qua những năm khốn khó ấy. Bà là một người phụ nữ nồng hậu, đầy yêu thương, người luôn cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ. Bà dạy tôi làm kẹo, giúp tôi thấm nhuần đạo đức trong công việc và nhấn mạnh rằng mọi đứa trẻ đều phải làm việc vặt trong nhà. Bà phải sắp bàn ăn, dọn bàn hoặc rửa chén. Kết cuộc thường thì tôi phải lau khô chén đĩa khi mẹ rửa chúng. Và công việc thường ngày đó đã cho phép chúng tôi ở cùng nhau mỗi buổi tối và tan gẫu. Việc mà tôi nghĩ trong văn hóa ngày nay thường không còn nữa. Mẹ cũng rất thông minh trong việc tận dụng những thứ ít ỏi mà chúng tôi đang có một cách tốt nhất. Ví dụ, hàng năm bà sẽ sắp xếp lại đồ đạc nội thất vì chúng tôi không thể mua nổi đồ mới. Sắp xếp lại đồ nội thất ít ra tạo nên một hình ảnh khác cho phòng khách và đem lại một vẻ ngoài mới mẻ. Mẹ cũng là người giáo dục tôi về tiền bạc. Bà cho tôi con heo đất đầu tiên để giữ các đồng xu tôi kiếm được khi làm những việc vặt cho hàng xóm. Tôi đã bỏ vào chiếc hộp bằng gang ấy tất cả những đồng xu tôi để dành được. Mỗi tháng một lần, mẹ đi với tôi đến ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm mang tên tôi. Để kiếm tiền trong thời kỳ khó khăn ấy, tôi bắt đầu làm công việc giao báo. Mỗi khi nhớ lại, tôi cho rằng đó chính là công việc đầu đời quan trọng của mình. Tôi giao báo cho tờ Grand Rapids Press và việc này không dễ dàng như tôi tưởng. Nhưng thật may là nhờ nó mà tôi đã học được những bài học quý giá về trách nhiệm, uy tín và tất cả các nguyên tắc đạo đức cần có trong công việc. Mỗi ngày, tôi nhận một bó báo ở một địa điểm gần nhà tôi. Đó là địa điểm tập trung để các cậu bé giao báo trong vùng đến lấy báo. Tôi đếm số báo cần giao cho tuyến đường của mình, ngồi trên vệ đường cùng với bọn trẻ, gấp báo và nhét vào một chiếc túi vải quàng qua vai. Tôi có khoảng 30 đến 40 khách hàng và phải học cách phục vụ họ cho tốt. Sau vài tháng đi bộ trên tuyến đường của mình, tôi nhanh chóng đặt ra mục tiêu kiếm đủ tiền mua một chiếc xe đạp cũ, một chiếc xe đua Stream màu đen để giúp cho công việc của tôi dễ dàng hơn và quá trình giao báo hiệu quả hơn. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi mua được chiếc xe ấy. Kết quả của việc đặt ra mục tiêu, việc kiếm tiền và để dành, đó là một bài học giá trị khác về phần thưởng từ công việc mà tôi đã mang theo suốt cuộc đời. Tôi cũng đã hoàn thiện kỹ năng quảng báo từ xe đạp của mình để chúng có thể rơi đúng hiên nhà. Và chỉ thỉnh thoảng, tôi mới phải xuống xe để nhặt những tờ báo bị rơi vào các bụi cây. Vào mỗi mùa Giáng sinh, tôi đã được tưởng thưởng cho dịch vụ tuyệt vời của mình khi nhiều khách hàng cho thêm 25 xu hay 50 xu. Và đôi khi là cả $1 trong một vài trường hợp rất hiếm hoi. Mỗi sáng thứ bảy, tôi phải đến từng nhà lấy tiền đặt báo. Sau khi nhận tiền, tôi sẽ bấm lỗ chiếc thẻ họ treo trên một chiếc đinh cạnh cửa ra vào. Dự án kinh doanh đầu tiên này đã dạy cho tôi những điều căn bản như tôi cần phải ra ngoài để kiếm khách hàng, cũng như làm thế nào để phục vụ khách hàng cho tốt. Rồi đâu là cách thu tiền
và đổi tiền hiệu quả. Ngoài ý nghĩa là một phương tiện giúp tôi kiếm chút tiền, những công việc làm thêm cũng cho tôi cảm giác mới mẻ về thế giới tự do, phong phú và đầy linh hoạt xung quanh mình. Nhờ vậy mà dẫu có đi giao báo cho những khu phố mà cư dân được sống trong những ngôi nhà đẹp hơn ngôi nhà của mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là một kẻ nghèo trong thế giới những người giàu. Chưa bao giờ tôi bực tức hay ganh tị với những khách hàng này. Họ có thể sống tốt hơn gia đình tôi thật đấy. Nhưng thay vì đố kỵ với họ, tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đạt được những điều tương tự như những gì họ có. Tôi tin rằng bằng cách làm việc chăm chỉ, sau này tôi cũng có thể bước lên vị trí của họ. Cả ông nội và ông ngoại của tôi đều sống gần đấy và đều làm công việc buôn bán. Và một trong hai ông đã cho tôi sự hồi hộp trong thương vụ đầu tiên, cũng là người dẫn lối quan trọng đưa tôi vào thế giới kinh doanh. Ông nội DeVos là chủ một cửa hiệu nhỏ bán tạp hóa, một ít đồ ăn khô, các vật dụng trong nhà và quần áo ông đặt mua cho khách hàng qua catalog. Ông cũng bán kẹo lẻ từ chiếc quầy lớn phía trước cửa hiệu. Ngay phía bên kia là sân trường. Và tôi nhớ bọn học trò khi đến mua kẹo của ông tôi thường cẩn thận xem xét một loạt các loại kẹo đầy màu sắc sau tấm kính trước khi quyết định làm sao để mua được nhiều nhất với chỉ một hay hai xu. Ông sống ở ngay phía trên cửa hiệu, nên nếu có khách hàng đến mua đồ trong khi ông đang ăn trưa hay bận việc ở đâu đó, ông vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông cửa. Nếu khách hàng đến khi ông đang cầu nguyện trước khi ăn, ông sẽ ngừng lại giữa chừng và hét lên "Just a minute", tức chờ một chút. Sau đó, ông sẽ hoàn tất lời cầu nguyện của mình và bước xuống thang để phục vụ họ. Tôi cũng đánh xe ngựa quanh vùng, lấy đơn đặt hàng và giao hàng. Ông ngoại Decker của tôi là một người chạy hàng theo kiểu cũ. Người chạy hàng là một thuật ngữ bắt nguồn từ một từ Hà Lan cổ, có nghĩa là bán hàng rong. Ông lái chiếc xe tải Model T của mình đến chợ mỗi buổi sáng và mua rau củ để sau đó bán đến tận nhà cho khách hàng dọc con đường trong khu phố của ông. Ông đến mỗi nhà, rung chuông, nhấn còi hay gọi lớn: "Khoai tây, cà chua, hành tây, cà rốt đây." Và các bà nội trợ sẽ chạy ra mua hàng. Chính trong những lần đi chạy hàng cùng ông ngoại, tôi đã lần đầu tiên được tự bán hàng. Lần đó, sau khi ông đã hoàn tất tuyến đường của mình, thì còn lại một lô củ hành. Về sau, bất cứ lúc nào ông tôi còn rau củ, tôi sẽ lại có cơ hội thực tập bán hàng. Công việc này đòi hỏi phải có nghệ thuật bán hàng và sự kiên trì. Nhưng tôi yêu thích nó. Những bài học và kinh nghiệm có được từ chặng đường bán báo và làm việc vặt trong nhà là cơ sở giúp tôi, lúc đó hãy còn nhỏ, trở thành một nhân viên mẫn cán, có ý thức trách nhiệm, lưu tâm đến chi tiết và biết đánh giá cao việc làm hài lòng khách hàng. Vào năm 14 tuổi, tôi kiếm được việc làm tại một trạm xăng gần nhà. Vào thời đó, các lái xe thường tin cậy các trạm xăng nhỏ xung quanh, mà chủ của chúng thường là những người hàng xóm có kỹ năng sửa chữa máy móc. Hầu hết, các trạm xăng đều có hai cái bơm xăng ở phía trước và một gian hàng duy nhất để hiệu chỉnh và sửa chữa xe ô tô. Có nhiều người phục vụ mặc đồng phục và đội nón giống như đồng phục của cảnh sát và cổ áo sơ mi của họ có cài nơ bướm. Ngoài việc bơm xăng, rửa kính chắn gió, kiểm tra nước và dầu, các trạm xăng cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng xe khác. Và tôi đã trải qua tất cả. Tôi làm việc suốt các ngày thứ bảy, chỉ với mỗi việc rửa xe. Thời đó, chưa có các gara chuyên rửa xe với hệ thống sưởi ấm như bây giờ. Vì thế vào mùa đông, khách hàng thường giao luôn cho các trạm xăng việc rửa xe. Giá rửa một chiếc xe là $1 và tôi giữ 50 xu. Thế nên cho dù có là mùa đông, mỗi sáng thứ bảy, tôi vẫn bó ấm người và cố gắng chịu lạnh để rửa càng nhiều xe càng tốt. Vào nửa đầu thế kỷ 20, ở Mỹ vẫn còn nhiều con đường chưa được trải nhựa, nên xe hơi thường bị vấy bẩn rất nhiều ở các cửa sổ và khung cửa chính. Tôi đã cố gắng rửa thật sạch những chiếc xe ấy, và qua đó tạo được uy tín cho mình. Tôi cũng dùng những kiến thức học được từ cha
để giúp các thợ máy tìm phụ tùng xe thay thế hay giúp sửa chữa những thứ đơn giản. Ở tuổi 14, tôi trở nên đáng tin cậy đến nỗi ông chủ đã cho tôi phụ trách hoạt động của trạm xăng mỗi khi ông đi vắng. Việc được người khác tin tưởng đến thế đã giúp tôi tự tin hơn nhiều. Vậy là tôi lại có thêm một bài học đáng giá ngay từ lúc còn nhỏ. Bài học về tầm quan trọng của trách nhiệm với công việc. Khi được nhận vào làm một chân bán hàng ở trong cửa tiệm trang phục nam sau giờ học ở trường, tôi vẫn còn là một thiếu niên. Thực sự đó là công việc của người lớn, nhưng tôi thích cơ hội giao tiếp với khách hàng trong một môi trường chuyên nghiệp hơn. Và tôi khám phá ra rằng tôi đã làm khá tốt ở vị trí bán hàng. Lẽ ra tôi phải chơi thể thao sau giờ học như nhiều bạn bè, nhưng tôi cần tiền để phụ cha mẹ chi trả phí ăn ở. Và vì mỗi thành viên gia đình được mong đợi phải phụ giúp kiếm thức ăn cho cả nhà. Huấn luyện viên bóng chày ở trường trung học có lần nói với tôi: "Thầy biết em thuận tay trái, thế em có muốn chơi bóng không?" "Em rất muốn, nhưng lại không thể. Em còn phải đi làm mỗi ngày sau giờ học, vì thế em không tham gia tập luyện được", tôi đáp. Cuộc sống rẽ sang một bước ngoặt đột ngột vào một buổi chiều chủ nhật ấm áp bất thường đầu tháng 12 năm 1941. Tôi đang đi trên chiếc xe đạp stream của mình thì một cậu bé hàng xóm gọi tôi từ cuối đường. "Anh nghe tin gì chưa?" "Tin gì thế?" tôi hỏi và cậu đáp: "Chiến tranh rồi, người Nhật đã đánh bom Trân Châu Cảng." Bằng cách đó, tôi đã biết về sự việc thảm khốc ngày 7 tháng 12 năm 1941. Và dĩ nhiên từ đấy, ngày nào tất cả chúng tôi cũng nghe radio và đọc báo để xem cuộc chiến diễn ra như thế nào. Đó luôn là tin nóng trong ngày. Lowell Thomas trở thành một nhà báo nổi tiếng nhờ bản tin 15 phút mỗi tối trên radio và các kịch bản phim thời sự chiếu ở rạp của ông. Tôi không thể nào quên được giọng nói du dương rất đặc biệt của ông, một chất giọng làm tăng thêm tính khẩn thiết, sự hào hứng và không khí lãng mạn cho từng câu chuyện về những nơi xa xôi mà trước chiến tranh nhiều người Mỹ chưa bao giờ nghe đến. Dư âm của cuộc đại khủng hoảng còn chưa lắng, cuộc thế chiến thứ hai lại ùn ùn kéo theo bao mất mát và hy sinh mới. Không có chiếc xe hơi nào được sản xuất sau mẫu xe năm 1941. Các nguyên liệu từ giấy, cao su đến kim loại và thức ăn đều khan hiếm, vì phần lớn đã được dùng cho chiến tranh. Chúng tôi trồng những khu vườn chiến thắng để sản phẩm thu hoạch từ các vụ mùa có thể chuyển đến giúp cho cuộc chiến, và chúng tôi dùng tem phiếu cho hàng tạp phẩm và xăng dầu. Người ta đóng hộp các loại hoa quả và rau củ trồng trong vườn. Tôi nhớ đã giúp mẹ việc này, và các hũ thủy tinh đựng cà chua, dừa góp và các loại thức ăn đóng hộp khác được xếp hàng trên những kệ gỗ trong hầm trái cây của nhà tôi. Lần đầu tiên cuộc chiến chạm đến khu nhà chúng tôi là khi con trai của vị bác sĩ sống gần đấy hy sinh khi anh vượt biển chiến đấu. Rồi tôi vào trung học, một bước ngoặt khác liên quan đến những bài học về sự làm việc chăm chỉ, uy tín và việc đưa ra những quyết định đúng đắn. Năm 15 tuổi, tôi được cha mẹ gửi đến một trường Kitô giáo nhỏ trong thành phố. Giống như hầu hết các trẻ vị thành niên, tôi đã không ý thức được trường tư thì đắt đỏ như thế nào và cha mẹ đã phải hy sinh ra sao để trả học phí cho tôi. Tôi cúp cua, tán gái và chẳng để tâm đến bài tập về nhà cũng như điểm số. Bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở để không bị trượt môn nào trong năm đầu tiên ấy. Cô giáo dạy môn Latin cho tôi điểm vừa đủ đậu, chỉ để tôi không phải học lại lớp cô lần nữa. Cuối năm học, cha tôi nói: "Nếu con cứ lêu lổng như thế, bà sẽ không trả thêm tiền để giữ con ở trường tư thục nữa. Con có thể tha hồ cúp cua ở trường công và bà sẽ chẳng mất một đồng nào." Vì thế sau năm đó, cha gửi tôi đến trường kỹ thuật David Tech để học làm thợ điện. Đã vào ngôi trường dạy nghề này thì cũng đồng nghĩa sẽ không vào đại học. Tôi đã khốn khổ suốt năm ấy, và đây chính là cú thúc khuỷu khiến tôi nhận ra những gì mình đã bỏ lỡ khi cúp học ở trường tư.
Tôi bảo cha rằng tôi muốn quay về trường trung học Kitô giáo. Cha tôi hỏi, ai sẽ trả tiền? Con sẽ trả, tôi đáp. Tôi làm những việc vặt để kiếm tiền, và khi trở lại trường trung học Kitô giáo ở Grand Rapids, tôi đã trở nên tốt hơn. Tôi học được rằng phải trân trọng những thứ mình kiếm được nhiều hơn là những gì người khác cho mình. Tôi cũng học được rằng mỗi quyết định đều có kết quả của nó. Quyết định cúp cua ở trường của tôi gây ra kết quả tiêu cực, còn quyết định quay trở lại trường Kitô giáo thì có kết quả tích cực, và kết quả đó tác động đến phần đời còn lại của tôi. Không chơi thể thao được vì phải dành thời gian để làm thêm, tôi đã tìm ra một thú vui khác, khích lệ và cổ vũ người khác. Trường tôi không có đội cổ vũ được tổ chức một cách bài bản để cổ động cho các trận đấu bóng rổ. Vì thế, trong các trận thi đấu, tôi đã đứng ngoài sân, la hét và nhào lộn dọc theo rìa sân bóng rổ để khuấy động đám đông. Lúc thì tôi đang làm thêm, lúc lại mặc đồ vest và cà vạt. Trò hề của tôi hẳn đã khiến cho các đường may trên trang phục của tôi căng ra. Vì có một lần, trước mặt toàn thể học sinh, tôi nhào lộn và làm toạc đường chỉ quần ngay mông. Mặt đỏ bừng, tôi đi lùi ra khỏi sân, nhưng tôi đã không để cho sự xấu hổ đó ngăn cản mình. Tôi thích hâm nóng tinh thần cho đám đông và cả đội bóng. Tôi đã mang theo tinh thần cổ vũ người khác trong suốt cuộc đời mình sau đó. Tôi luôn xem bản thân là một cổ động viên, bởi vì tôi tiếp tục khuyến khích những người khác tự tin sử dụng tài năng của mình để theo đuổi giấc mơ của họ. Đó là một trong những lý do quan trọng nhất để tôi thành công và giúp cho người khác thành công. Tuy nhiên, kết quả học tập của tôi lại không thực sự tốt. Hóa ra các hoạt động như tập hợp và khích lệ mọi người, kết bạn cũng như hòa nhập với xã hội thì phù hợp với tôi hơn việc ngồi lì trong lớp. Mặc dù điểm số của tôi khá hơn, chúng vẫn còn ở đâu đó khoảng chừng vừa chớm đủ, và tôi vẫn chưa tìm ra mục tiêu cụ thể của đời mình. Ở sâu trong tâm trí của tôi là một ý niệm mờ nhạt rằng một ngày nào đấy tôi sẽ là chủ doanh nghiệp. Nhưng tôi lại không có một ý tưởng rõ ràng là khi nào và làm thế nào để khiến điều đó xảy ra. Rồi thật bất ngờ, tôi có tên trong danh sách đề cử cho vị trí chủ tịch hội sinh viên năm cuối cấp. Tôi tưởng rằng mình đã bị lãng quên sau một năm chuyển sang trường kỹ thuật David Tech. Nhưng có lẽ danh tiếng cổ động viên cũng như khả năng kết bạn của tôi đã khiến cho tôi trở nên nổi tiếng. Thậm chí một số thầy cô giáo của tôi rất ủng hộ chiến dịch tranh cử của tôi. Một hôm tôi nhận được thông báo, em đã thắng. Thầy quá phấn khích và mong em thắng đến nỗi phải đi xem có đúng như thế không. Mọi người mong đợi tôi có bài phát biểu tại buổi lễ phát bằng tốt nghiệp với tư cách là chủ tịch hội học sinh, trong bối cảnh là Hoa Kỳ vừa mới qua khỏi cuộc đại khủng hoảng và đang chiến đấu chống lại quân phát xít trong cuộc thế chiến thứ hai. Cuối cùng thì tôi sẽ ra sân khấu nói trước đám đông hàng ngàn người về tương lai sẽ dành những gì cho các học sinh khóa tốt nghiệp năm 1944. Cha giúp tôi tập thử trước một chiếc gương, hướng dẫn tôi cách diễn tả các cử chỉ, khi nào thì ngưng và từ nào cần nhấn mạnh. Tôi đã dành hết tâm trí cho bài phát biểu đến nỗi tôi hy vọng sẽ tạo được cảm hứng cho bạn học của mình để cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc sống. Về sau, rất nhiều người trong số chúng tôi sẽ tham gia cuộc chiến vì tự do ở châu Âu và Nam Thái Bình Dương. Tôi học bài phát biểu của mình tại nhà thờ Kitô giáo cải cách Cumbrook ở khu trung tâm thành phố Grand Rapids. Tôi không nhớ mình có hồi hộp không, nhưng tôi nhớ mọi việc đã diễn ra tốt đẹp và đám đông đã vỗ tay. Sau bài phát biểu, một bà mẹ trong các khán giả thậm chí bảo tôi rằng cháu đã làm tốt hơn một nhà thuyết giáo nhiều. Đó là lời khen ngợi rất có giá trị trong cộng đồng Kitô giáo của chúng tôi, nơi bài giảng duy nhất mà mọi người được nghe là bài thuyết giáo ngày Chủ nhật. Khi tôi tốt nghiệp, tiến sĩ Leona Greenway, thầy dạy kinh thánh uyên bác và hiền diệu, đã viết một dòng trên cuốn kỷ yếu của tôi
mà không bao giờ tôi quên được. Chỉ một dòng khích lệ đơn giản như thế. Gửi chàng thanh niên giàu triển vọng, có tài năng lãnh đạo trong vương quốc của Thiên Chúa. Những lời thầy viết tuy đơn giản, nhưng đã tạo nên một nguồn cảm hứng to lớn đối với một chàng trai trẻ, không phải là học sinh giỏi và từng bị cho là không thể vào được đại học. Nhưng người thầy mà tôi kính phục đã nhìn thấy hình ảnh một nhà lãnh đạo nơi tôi. Phải, trường trung học Kitô giáo đã giúp tôi đào luyện kỹ năng lãnh đạo, điều rất có ích cho những tháng năm gây dựng sự nghiệp của tôi. Nhiều năm sau đó, tôi gặp lại tiến sĩ Greenway trong một cuộc hội ngộ học sinh trung học. Là người dẫn chương trình của sự kiện, gần như tôi đã làm khó thầy khi hỏi thầy trước mặt các bạn đồng khóa rằng thầy có nhớ đã viết gì trong kỷ yếu của tôi không? Thầy đứng lên và lặp lại nguyên vẹn câu đó sau từng ấy năm, và tôi đã rất cảm động. Thầy đã nhận ra một tia sáng tài năng mà khi đó hắn còn le lói trong tôi, mà chính tôi cũng chưa nhìn thấy được. Thầy đủ thông tuệ để hiểu được sức mạnh của một dòng khích lệ tích cực trong việc giúp định hình tương lai của một người trẻ tuổi. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ sự tử tế của thầy. Để tỏ lòng kính trọng thầy, cũng như những gì thầy đã làm cho tôi đã tiếp tục khích lệ người khác bằng sức mạnh của những lời tích cực. Như vậy đó, tôi đã may mắn được lớn lên trong một môi trường thích hợp. Tôi đã nhận được tình yêu thương và sự khích lệ từ gia đình thân thiết. Thái độ tích cực của cha và những tấm gương về bán hàng và kinh doanh của nội ngoại tôi. Tôi được thừa hưởng những đặc điểm tốt nhất của người Hà Lan: đức tin, sự tiết kiệm, lối sống thực tế, đạo đức làm việc, biết trân trọng tự do và cơ hội. Tôi mài giũa tài năng diễn thuyết và lãnh đạo của mình ở vị trí chủ tịch hội học sinh năm cuối cấp. Đức tin của tôi đã được nuôi dưỡng và củng cố nơi nhà thờ và trường trung học Kitô giáo. Tôi đã học được về giá trị và lợi ích của công việc khi đi giao báo và làm việc vặt để trả học phí của mình. Ngay cả khi ở những thời điểm thử thách nhất của cuộc đại khủng hoảng, tôi vẫn được sống dưới sự bảo bọc của những con người kiên trì, nhẫn nại và đầy hy vọng. Tôi đã được khích lệ từ những thầy cô giáo luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và tôi là một cổ động viên. Cho đến bây giờ, tôi vẫn đóng vai trò lạc quan và hăng hái ấy. Sau này, khi tôi được biết đến như một diễn giả tạo động lực, một trong những bài phát biểu quan trọng của tôi là ba chữ A: Action, tức là hành động; Attitude, tức thái độ; và Atmosphere, tức môi trường. Quá nhiều người không hành động vì họ đã bị đông cứng trong sợ hãi và nghi ngờ. Chẳng có gì xảy ra cho đến khi ta hành động. Những hành động bắt nguồn từ một thái độ tích cực. Một thái độ tích cực thì được phát triển khi chúng ta ở trong hoặc chọn đặt mình vào một bầu không khí thích hợp. Môi trường của tôi là tình yêu thương trong cộng đồng và gia đình gắn bó của mình. Tình yêu thương đó thể hiện qua đức tin mạnh mẽ, sự cần mẫn trong công việc và hạnh phúc tìm thấy được bất chấp cuộc đại khủng hoảng, cũng như sự sát cánh bên nhau cùng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi luôn nhấn mạnh về sự cần thiết của một môi trường thích hợp. Dù là với các con của mình, các cầu thủ của đội bóng rổ NBA Orlando Magic của tôi, hay hàng triệu nhà phân phối của Amway trên toàn thế giới. Nếu xung quanh bạn là những người có suy nghĩ tiêu cực, hãy rời bỏ họ và tìm bạn bè có suy nghĩ tích cực. Tránh xa những nơi và tình huống có khả năng tạo nên những sự việc và cách ứng xử mang tính tiêu cực. Nếu một môi trường tiêu cực tràn ngập nơi bạn sống và làm việc, hãy đi nơi khác. Hãy tìm những người bạn cộng sự trong công việc và các cố vấn có thái độ tích cực, những người chia sẻ mục tiêu và sự quan tâm lớn nhất của bạn. Một môi trường tích cực sẽ nuôi dưỡng một thái độ tích cực cần phải có để dẫn đến một hành động tích cực. Bầu không khí xung quanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi từ khi còn là một học sinh trung học. Và tôi tự tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ đạt được các mục tiêu mà tôi đã bắt đầu. Nhưng cũng giống như tất cả những kinh nghiệm thời thơ ấu đã có ảnh hưởng quan trọng trong việc định hình tương lai của tôi,
Điều quan trọng nhất là tôi đã gặp một người trước khi tốt nghiệp trung học. Người có công thay đổi cuộc sống của tôi theo những cách tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Tất cả bắt đầu bằng một chặng đường đến trường đơn giản. Hết chương. Lớn lên trong một môi trường thích hợp. Chương 2. Khởi đầu mối quan hệ cộng tác suốt đời. Nhà tôi cách trường Kitô giáo hơn 3 km. Thường thì tôi đi bộ đến trường. Nếu vào mùa đông thì sẽ mặc thêm áo khoác len và dựng đứng cổ áo lên. Nón thì kéo sụp xuống. Chân mang đôi ủng cao su màu đen luôn ngập trong tuyết. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn được người lái xe điện cho quá giang. Có lẽ do ông thường lái tuyến xe đi qua nhà tôi và trường học nên đã để ý thấy bộ dạng của tôi lẫn việc tôi phải đi bộ một quãng xa hơn nhiều so với hầu hết các bạn học sinh khác. Cũng có thể là ông đồng cảm được rằng những cuộc đi bộ từ nhà đến trường vào những lúc trời gió hay tuyết rơi thường cho cảm giác dài hơn, lâu hơn. Nhưng trên con đường từ nhà đến trường ấy, không phải lúc nào tôi cũng đi bộ hoặc đi ké xe điện. Có lúc tôi đi xe buýt thành phố nữa. Tuy nhiên, vào những hôm đó, tôi sẽ phải dậy sớm, dậy trước cả lúc mặt trời mọc. Lý do là vì lộ trình của chuyến xe buýt rất dài. Phải đi qua khu trung tâm, dừng lại ở vài trạm rồi mới tới trường trung học Kitô giáo Grand Rapids. Vậy là tôi nghĩ đến việc tìm một phương tiện vận chuyển hiệu quả hơn. Vì thuộc loại hay tìm tòi và giỏi xoay sở, tôi nảy ra một ý. Có một chiếc xe Ford Modena sản xuất từ năm 1929 đi ngang qua đường East Fulton gần nhà tôi vài lần. Rồi tôi lại nhận ra chiếc xe này trong bãi đậu xe ở trường. Cho rằng quá giang chiếc xe này chắc chắn sẽ tiện hơn là đi xe buýt, xe điện hay đi bộ. Một ngày kia tôi đến làm quen với chủ chiếc xe, một cậu học sinh cùng trường. Sau khi cho cậu ta biết rằng nhà chúng tôi chỉ cách nhau có vài khu thôi, tôi hỏi xem liệu tôi có thể đi chung xe với cậu đến trường không. Cậu này cũng thuộc loại giống tôi nên đã trả lời. Thế đổi lại, cậu sẽ trả tớ 25 xu mỗi tuần cho tiền xăng chứ? Vào thời đó, giá xăng là 10 xu trên 1 gallon. Chú thích: một gallon Mỹ tương đương 3,78 lít. Chiếc xe Ford Modena sản xuất năm 1992 có dung tích khoảng 10 gallon. Vậy nên tôi đồng ý với giao dịch này. Lúc đó còn chưa nhận ra tôi không phải là người duy nhất nghĩ ra ý tưởng đi nhờ ấy. Trước tôi, cậu ấy đã nhận lời cho các học sinh khác đi quá giang với mức phí 25 xu trên một tuần trên một người. Đó là thương vụ chính thức đầu tiên của tôi với Jay Van Andel, người sau này trở thành cộng sự trong kinh doanh và là người bạn tốt suốt đời của tôi. Gia đình Jay cũng là người gốc Hà Lan. Cha của Jay là chú James. Ông cùng với người đồng hương John Felix Kema, đồng sở hữu đại lý phân phối ô tô Van Andel and Felix Kema. Đại lý này vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Điều này giải thích tại sao Jay có được đặc quyền hiếm có đối với một thiếu niên trong thời kỳ đại khủng hoảng. Đó là có xe hơi riêng để đi lại. Là con một, Jay sống trong một ngôi nhà yên tĩnh với cha mẹ, những người khá kín đáo. Đây cũng là điều làm tôi chú ý, bởi nó không giống với gia đình tôi hay những gia đình ở khu tôi sống. Không dừng lại ở sự khác biệt về điều kiện kinh tế và đời sống gia đình, chúng tôi hầu như chẳng có điểm gì chung về cả hình thức lẫn tính cách. So với Jay, tôi thấp hơn và cũng đậm người hơn, trong khi cậu ấy cao và có dáng người mảnh khảnh. Tóc tôi màu sẫm, còn tóc Jay màu vàng rợn sóng. Tôi là người cởi mở, cậu ấy thì kín đáo và dè dặt. Tôi có thể khiến người khác cười vang, còn Jay thường có kiểu đùa ý nhị. Tôi không mấy tập trung vào việc học, Jay thì nghiêm túc và học giỏi đến nỗi tôi từng cho rằng cậu ấy không cần đọc qua cuốn sách nào cũng có thể dễ dàng đạt được điểm A. Cậu đã là học sinh năm thứ 2 của trường trung học khi tôi mới chỉ năm đầu.
Dây có rất ít bạn bè hàng xóm. Có chăng chỉ là một vài bạn cùng đi nhà thờ, hay vài đứa bạn ở trường, hoặc trong nhóm quá giang xe hơi. Vì những điểm khác biệt như vậy mà lúc đầu tôi chỉ chú ý đến Dây qua chiếc xe của cậu. Tuy nhiên, dần dà tôi nhận ra là ở Dây có rất nhiều điều tương đồng với tôi. Có thể không nói nhiều thật, nhưng cậu lại là một người hay tò mò về những đề tài vượt quá những chủ đề đặc thù của bọn trẻ con ở tuổi trung học. Còn tôi, tuy không đủ kiên nhẫn bên sách vở để làm một học giả, nhưng lại là người thích mở rộng chân trời hiểu biết của mình. Nhờ vậy, chúng tôi có thể đàm đạo với nhau một cách thích thú, để rồi dần hiểu nhau hơn. Cuối cùng tôi hỏi cậu trong một lần đi cùng xe đến trường. Cậu có đến xem trận đấu tối nay không? Khi hỏi như vậy, tôi băn khoăn là liệu cậu có thể hiểu rằng tôi đang nói về trận đấu bóng rổ ở trường không? Hay là có bao giờ cậu đặt chân đến trận đấu nào chưa? Thế nhưng Dây nói, à ha, chắc là vui lắm đây, tớ sẽ đi. Vậy là chúng tôi cùng đến xem trận đấu bóng rổ. Cũng từ đó, chúng tôi hay đi xem thể thao cùng nhau. Đến nơi thì gặp gỡ những bạn bè khác, và sau đó, cả đám cùng đi uống Coke và ăn hamburger. Cứ như vậy, Dây có cơ hội tiếp xúc thêm với một số nhóm bạn chung trường khác mà trước đây cậu ấy ít được tiếp cận. Dần dà, hai đứa tôi cùng nhau làm nhiều chuyện, cùng đi chơi với nhau, thậm chí là dẫn bạn gái theo để hẹn hò đôi. Nhiều năm sau, một bài báo trên tờ Reader's Digest đã gọi Jay và tôi là cặp song sinh gốc Hà Lan. Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh diện mạo và tính cách, thì nhận định đó không đúng. Song về khía cạnh thế giới quan và triết lý sống, thì người viết bài đã đúng. Hồi tưởng lại, tôi nhận thấy tình bạn giữa chúng tôi ngay từ những ngày đầu dường như đã có sự chín chắn nhất định. Chúng tôi đã không hành xử như nhiều người khi họ thường vội vàng phán xét người khác qua bề ngoài rồi tự quy chụp là tính cách của đối phương không hợp với họ, để rồi mất đi cơ hội làm quen, thấu hiểu nhau. Dây và tôi không giống nhau thật, nhưng nếu vì thế mà người này không nỗ lực làm bạn với người kia thì chúng tôi đã không bao giờ có thể khám phá ra được sự tương đồng trong suy nghĩ của cả hai. Vậy là chẳng mấy chốc, không chỉ có thêm bạn bè, Dây còn tìm thêm khách đi nhờ xe, nhờ biết sử dụng sở trường kinh doanh của mình. Thỉnh thoảng chiếc Model A của cậu chật ních đám bạn học cùng trường. Chúng tôi ngồi đầy hết cả ghế phụ và có khi phải đứng lên bên ngoài xe, nơi các bậc lên xuống. Và những người này phải bám chặt vào xe để bảo toàn mạng sống. Thời đó, những chiếc xe hơi chưa có đại an toàn và hệ thống luật pháp cũng chưa có các quy định về an toàn giao thông như ngày nay. Ấy vậy mà Jay không bao giờ chạy vượt quá mức 40 km/h. Nhờ thế cảnh sát mới mặc kệ chúng tôi. Có lẽ họ nghĩ đó là phương tiện vận chuyển tốt nhất mà những đứa trẻ thời khủng hoảng có thể xoay sở được. Tôi có một chiếc cột để chơi bóng rổ ở nhà, và Jay thường lái xe qua nhà tôi. Cậu không tham gia trận đấu mà bắt chuyện với những người đứng xem ở ngoài. Rồi sau đó, cậu cùng cả bọn vào nhà tôi để thưởng thức những món mẹ tôi nấu. Mẹ tôi rất thích Jay. Phải rồi, có bà mẹ nào mà không thích con trai mình chơi với một người nghiêm túc, chín chắn, ham học và lái chiếc xe của cửa hàng ô tô của cha cậu ta nhỉ? Càng ngày quan hệ giữa Jay và tôi càng sâu sắc. Tôi mang đến cho cậu ấy các hoạt động cùng với một chút sinh khí. Còn tôi thì học được rất nhiều từ một người quá đỗi thông minh như cậu ấy. Hóa ra đó là một sự kết hợp rất tốt. Dần dà, cha của Jay hiểu hơn về tôi. Và đến một ngày, ông trao cho Jay và tôi cơ hội cộng tác đầu tiên, đồng thời thử thách khả năng đảm nhận trách nhiệm như một người lớn của chúng tôi. Khi ấy, tôi chỉ mới 14, còn Jay 16. Nhưng cha của Jay tin tưởng hai đứa tôi. Ông hẳn nhìn thấy rằng, tuy tôi còn nhỏ, nhưng chúng tôi đã có năng lực cao, cũng như đã tạo được sự tin cậy. Ông hỏi liệu chúng tôi có muốn lái hai chiếc xe tải nhỏ từ Grand Rapids
đến thị trấn Bozeman bằng Montana xa xôi để giao cho khách hàng không? Có muốn không ư? Trong suốt thời kỳ chiến tranh, ngành sản xuất ô tô hầu như chỉ tập trung vào việc làm ra những chiếc xe quân dụng, còn những chiếc xe tải dân dụng trở thành hàng hiếm. Vậy nên, hễ tìm được là các chủ nông trại lớn ở Montana sẽ mua xe tải nhỏ ngay. Nếu xét trong bối cảnh hiện tại, việc người lớn tin tưởng và giao phó cho hai đứa trẻ một trọng trách như thế thật là điều không thể tưởng. Nhưng vào cái thời mà các thanh niên phải giã từ nước Mỹ để tham gia vào Thế chiến thứ hai, xã hội rất trông chờ vào sự trưởng thành sớm của các cậu bé như chúng tôi. Phải như thế thì chúng tôi mới có thể cáng đáng được nhiều công việc quan trọng, mới giúp đỡ được người lớn ở hậu phương. Và cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể lấy được bằng lái ở tuổi 14. Về thử thách đầu đời này, mẹ tôi có nói chuyện với cha của Jay. Anh Jim, chúng nó chưa đủ lớn để lái xe đi một chặng đường dọc suốt đất nước như thế. Chúng là những đứa trẻ đã trưởng thành sớm, chúng sẽ ổn thôi mà, cha của Jay đáp. Vậy là cùng với lời chúc phúc ấm áp của mẹ, tôi đã nhảy vào ngồi sau tay lái của chiếc xe tải nhỏ và lái hơn 1.600 km đến Montana. Cũng giống như các cậu bé ngày nay nhảy lên chiếc xe đạp đi vòng quanh khu nhà vậy. Trước ngày khởi hành, Jay và tôi say sưa bàn luận về kế hoạch cho chuyến đi. Đến mức tôi cho rằng chính vì quá hứng khởi nên cả hai đã không ngủ được nhiều vào đêm trước khi lên đường. Suốt đêm đó, chúng tôi đã nằm thao thức, trong đầu hình dung bao nhiêu viễn cảnh về miền Tây hoang dã, núi đồi, thảo nguyên và các trại chăn nuôi. Trên đường đi không có mấy khách sạn mà tiền thì eo hẹp. Vì thế, chúng tôi xếp cỏ khô trên thùng sau xe tải để làm giường, ngủ qua đêm. Có một thanh kéo gắn vào sau xe này, nối với đầu xe còn lại, nên hai đứa chúng tôi ngồi ở xe phía trước, kéo chiếc xe còn lại đi theo. Trên đường đi, chúng tôi có dừng lại vài nơi khi gặp người quen. Đó là một số người cùng thuộc giáo hội Cơ đốc cải cách, hay một số thiếu niên lớn hơn chúng tôi đang theo học tại Đại học Calvin ở Grand Rapids. Rồi khi ghé vào thăm nhà của họ, chúng tôi được thiết đãi long trọng. Trong số này, có một số là người gốc Đức. Vậy nên gia chủ có mời chúng tôi món sauerkraut, gần giống với bắp cải muối. Đối với tôi, đó là lần đầu được nếm món đặc sản này của Đức, và tôi đã không giấu được vẻ kinh hãi trên mặt mình, khiến những gia đình này phải phá lên cười. Thú thật, tôi ghét món đó. Lúc ấy, những con đường cao tốc chưa xuất hiện và giới hạn tốc độ thường là khoảng 60 km/h. Mỗi con đường có hai làn xe nằm dọc theo đường ranh giới của mỗi hạt. Do quy hoạch đô thị thời bấy giờ là nhằm ưu tiên cho các nông trại, nên hệ thống đường xá còn khá lòng vòng và phức tạp. Ấy vậy mà hai thằng nhóc chúng tôi vẫn hết lòng tận hưởng chuyến phiêu lưu đầu đời của mình. Từ bang Michigan qua các bang Illinois, Iowa, Nam Dakota và đến Montana. Tôi nhớ khi đến bang Nam Dakota, chúng tôi đã dừng lại ở hiệu thuốc Gua, nổi tiếng của thành phố Rabbit, và rồi xuyên qua Badlands để đặt chân lên một biểu tượng quen thuộc của nước Mỹ mà trước đó chúng tôi mới nhìn thấy trong sách giáo khoa, núi Rushmore. Khi ra khỏi thành phố Grand Rapids, lốp xe tải của chúng tôi hầu như đã mòn nhẵn. Tôi nhớ vào một ngày nóng nực nọ, lốp xe bị xẹp đến 3 lần và chúng tôi đã vá bằng bộ dụng cụ mang theo. Một trạm dịch vụ giữa đường muốn bơm lốp xe cho chúng tôi với phí $5. Tuy vậy, $5 cho một khoản như thế là vượt quá ngân sách cho chuyến đi. Vì vậy cuối cùng cả hai phải đổ mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời, dùng bơm tay để bơm căng lốp xe. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thêm một bài học đầu đời khác về sự tiết kiệm và khả năng tự lực. Về sau, chuyến đi này đã để lại ý nghĩa rất sâu sắc cho cuộc sống kinh doanh cũng như cuộc sống cá nhân của Jay và tôi. Nó giúp chúng tôi được tận mắt quan sát toàn cảnh Hoa Kỳ, qua đó đánh giá được thực trạng đất nước mình thời bấy giờ và lấy đó làm căn cứ xác định các nguyên tắc cũng như phong cách kinh doanh của chính mình.
chúng tôi cũng học được những bài học về tinh thần đồng đội, sự tự lực cánh sinh, về trách nhiệm, việc xây dựng niềm tin và sự hài lòng khi hoàn thành tốt một công việc. Sau lần này, chúng tôi trở nên đam mê với những chuyến du lịch. Chẳng hạn như trong những lần phải đến văn phòng chính ở California để làm việc với Nutrilite. Ghi chú, Nutrilite là một nhãn hiệu sản phẩm bổ sung dinh dưỡng do Carl Rambock sáng lập vào năm 1934. Ngày nay, Nutrilite được phân phối đến khắp nơi trên thế giới thông qua tập đoàn Amway. Chúng tôi sẽ lái xe đi, để rồi luôn dừng lại trên đường, tham quan các công viên quốc gia hay trượt tuyết trên núi. Qua những lần đi cùng xe đến trường, cùng chơi đùa sau giờ học và cùng rong ruổi trong chuyến phiêu lưu mà thiếu niên nào cũng mơ ước. Chuyến phiêu lưu dẫn vào con đường đời thênh thang. Tình bạn giữa Jay và tôi được thắt chặt hơn, gắn bó hơn. Đến khi tôi tốt nghiệp trung học, thì chúng tôi đã xem nhau như anh em, như tri kỷ. Chúng tôi tin chắc rằng mình là bạn suốt đời. Vào năm cuối ở trường trung học, Jay đã viết vào kỷ yếu của tôi như sau. Vàng thật, sẽ không bao giờ bị gì. Tôi rất nhớ khoảng thời gian xưa cũ khi mình còn nhỏ. Thời mà con người ta dấn thân vào những trải nghiệm phiêu lưu từ khi còn rất trẻ. Tôi nghĩ ngày nay nhiều bố mẹ có khuynh hướng giữ khư khư con cái của mình trong vòng an toàn là vì sự lo lắng và sợ hãi của chính các bậc cha mẹ. Họ như những người điều khiển rối, còn những đứa con là những con rối. Họ luôn đặt con mình trong phạm vi kiểm soát, và hễ chúng vấp ngã là họ sẽ lập tức kéo dậy để con rối đứng thẳng lên. Làm như vậy, cha mẹ đã vô tình làm hỏng con mình khi không để chúng vấp ngã nhiều lần, không để chúng tự rút kinh nghiệm trước khi có thể tự tìm ra cách bước đi. Trong một thế giới phức tạp hơn và ít an toàn hơn như ngày nay, việc cha mẹ cho phép một đứa trẻ 14 tuổi lái xe đi qua 5 bang là điều không thể. Vậy nên bây giờ, tôi rất cảm kích việc cha mẹ Jay và cha mẹ tôi đã tin tưởng và cho phép chúng tôi thực hiện một chuyến phiêu lưu để đời. Chuyến đi đó rất quan trọng trong việc giúp Jay và tôi trưởng thành hơn, từ những cậu nhóc thành những người đàn ông. Ngẫm lại, tôi đoán chắc rằng cả cha tôi và cha của Jay đều biết trước kết quả của chuyến đi ấy. Tôi không nhớ chi tiết những gì mà Jay và tôi đã trao đổi với nhau trong những lần cùng đến trường. Tôi chắc rằng chúng tôi có thảo luận về niềm khát vọng mà cả hai cùng có. Đó là một ngày nọ, chúng tôi sẽ tiến vào chân trời kinh doanh vì chính bản thân chúng tôi. Ngoài ra, tôi dám chắc là giống như hầu hết các cậu bé cùng tuổi, chúng tôi đã tán dóc với nhau về thể thao, các cô gái hay một bài kiểm tra khắc nghiệt sắp đến. Bên cạnh đó, chiến tranh là đề tài không thể thiếu trong những cuộc trò chuyện. Và đôi khi, các đề tài tán vặt phải nhường hẳn chỗ cho các tin tức về tình hình thế chiến thứ hai. Tôi cho rằng, các bạn trẻ sống ở thời hiện đại sẽ không tài nào hình dung được bối cảnh lúc bấy giờ, khi mà mọi việc trong cuộc sống đều là thứ yếu so với những gì đang diễn ra ở châu Âu và khu vực Thái Bình Dương. Những xung đột diễn ra tại những nơi xa xôi đã vượt đại dương và tác động đến mọi khía cạnh cuộc sống của người Mỹ. Khi nhật báo dưới mái hiên lên, dòng tiêu đề đậm ở trang nhất luôn là về một chiến thắng hay thất bại nào đó. Rồi có những tấm hình trắng đen chụp các chiến sĩ đang duyệt binh qua châu Âu hay hình thủy quân cập bến. Mỗi chương trình phát thanh trên radio đều bao gồm tin tức mới nhất về cuộc chiến trên đất liền với những cái tên lạ lẫm, rồi ý nghĩa của việc chiến thắng hay thất bại trong mỗi trận đánh. Mục tin tức thời sự Movietone trong rạp thường chiếu cảnh lính Đức đội nón cối và xe tăng của họ lăn bánh trên khắp châu Âu. Mọi đứa trẻ ngồi trong rạp chiếu phim vào một sáng thứ bảy và xem phim thời sự về Hitler, Mussolini và Tojo, về những bài diễn thuyết mị dân của họ trước đám đông hàng ngàn người. Theo đó, chúng tôi đánh cược với nhau rằng quân đồng minh sẽ đánh bại những kẻ độc tài này. Đứa trẻ nào cũng nóng lòng muốn tham gia để giúp cuộc chiến thành công. Jay thì cực kỳ quan tâm đến vấn đề hậu cần và các câu chuyện kể về chiến tranh.
cậu có chính kiến của mình và thích thảo luận về những gì đang diễn ra ở châu Âu và Nam Thái Bình Dương. Những nơi quá xa lạ đối với chúng tôi. Hai thằng con trai sinh trưởng ở Grand Rapids. Tôi tin rằng chính nhờ sự quan tâm đặc biệt của mình về cuộc đấu tranh vì tự do của đất nước mình, chống lại chế độ độc tài Đức và Nhật Bản, mà sau này chúng tôi mới có thể thành lập một công ty dựa trên quyền tự do có 102, cũng như hệ thống doanh nghiệp tự do của Hoa Kỳ. Khi Dày tốt nghiệp trung học vào mùa xuân 1942, cuộc chiến đã trở thành hiện thực, chứ không chỉ hiện diện qua lời nói hay qua các bộ phim thời sự nữa. Cũng mùa thu năm ấy, Dày tham gia quân đoàn không quân dự bị ở vị trí binh nhì, rồi sau đó được phong cấp tiêu ý, giữ nhiệm vụ huấn luyện cho phi hành đoàn của máy bay ném bom B-17. Khi Jay lên đường làm nhiệm vụ, cậu để chiếc Model A lại cho tôi tiếp tục lái đến trường. Những tháng năm cuối cấp của tôi luôn tràn đầy hạnh phúc bên bạn bè, với bao niềm vui và thành tựu. Nhưng sâu trong tâm trí mình, tôi hiểu rõ rằng khi vừa bước sang tuổi 18, giống như rất nhiều chàng trai cùng tuổi, tôi sẽ gia nhập quân đội để phụng sự đất nước, để dân tộc tôi vượt qua một trong những thử thách lớn nhất trong lịch sử từ khi lập quốc. Tốt nghiệp trung học vào tháng 6 năm 1944. Tôi tham gia quân đội vào đầu tháng 7. Từ học sinh trở thành người lính chỉ trong vòng vài tuần. Vào thời đó, tất cả những ai vào quân đội đều có suy nghĩ giống như tôi. Chúng ta sẽ thắng. Tôi muốn được phụng sự đất nước. Những người không được gia nhập quân đội vì lý do sức khỏe đều rất buồn. Nếu bạn là một kẻ 4F, tức không đủ sức khỏe để đi lính, bạn sẽ không giấu được ai cả. Vì thế, vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe, biết rằng mình có thể gia nhập quân đội và phụng sự tổ quốc là điều hạnh phúc vô cùng. Ngày nay, từ khi có cuộc tranh cãi về chiến tranh ở Việt Nam và việc bãi bỏ chế độ quân dịch, những câu chuyện đi lính vào thời kỳ của tôi có lẽ đã trở thành điều khó tin. Giờ thì chỉ những ai tự nguyện vào quân đội mới phải chiến đấu. Còn tôi, dẫu không bao giờ mong muốn có bất cứ thanh niên Mỹ nào phải tham gia chiến tranh, tôi vẫn lo rằng chính sách này sẽ khiến nhiều người Mỹ trở nên thờ ơ với nghĩa vụ sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, cũng như làm mai một đi tình yêu đất nước. Vào thời của tôi, thời mà tất cả biết rằng tương lai tự do của nước mình phụ thuộc vào việc chiến thắng trong một cuộc chiến tranh có quy mô khắp thế giới, đó là những điều vô cùng giá trị và thiết yếu. Dày trở thành một chuyên gia điều chỉnh máy nhắm để ném bom. Cậu dạy cho người khác cách bảo dưỡng, sửa chữa máy nhắm, đồng thời điều chỉnh lại đường ngắm cũng như cách ném bom. Chẳng bao lâu sau, cậu được gửi đến khóa đào tạo sĩ quan ở Yale và nhanh chóng trở thành sĩ quan ngay sau đó. Cậu là người thông minh để học những thứ ấy. Khi cả hai còn phục vụ trong quân ngũ, hai đứa tôi hay trao đổi thư từ với nhau. Trong số đó, có một bức thư Dày gửi cho tôi khi ở căn cứ không quân ở Nam Dakota. Hôm đó là ngày Chủ nhật, cậu đang ngồi trực trong văn phòng của mình. Đó cũng là ngày Dày tròn 21 tuổi. 21 tuổi và đã phải chịu trách nhiệm về tất cả các máy bay chiến đấu, về tất cả những người lính và các phi công trong căn cứ. Chỉ trong thời kỳ chiến tranh, đất nước mới có thể tin tưởng vào những người còn quá trẻ, mới có thể giao cho họ nhiều trách nhiệm như vậy. Khi nhập ngũ, tôi đã hy vọng rằng mình sẽ trở thành phi công. Mùa hè năm 1944, chiến tranh bắt đầu bớt căng thẳng và lực lượng không quân quyết định không huấn luyện thêm phi công. Vậy là tôi được chuyển qua làm thợ máy, chịu trách nhiệm về dù lượn, loại dùng để thả lính và các thiết bị xuống chiến trường. Tôi bắt đầu nghĩa vụ quân sự của mình ở ga xe lửa Grand Rapids trong bộ thường phục. Rất nhanh sau đó, tôi được chuyển qua mặc bộ quân phục màu ô liu. Trong túi là một chiếc vé đi Chicago do chính phủ tài trợ. Tôi nhớ mình đã đợi tàu trên sân ga cùng bố mẹ. Hai người lúc đó đã phải rất cố gắng để kìm nén cảm xúc. Ấy vậy mà vẫn không giấu được nỗi lo lắng về việc đứa con trai duy nhất của họ đang sắp rời xa gia đình, dấn thân vào chốn nguy hiểm.
Tôi nhớ sau này trong quân đội, tôi đã đi khắp đất nước trên những chiếc xe lửa đầy ắp những người lính với sự thân thiện tự nhiên và các hoạt động huyên náo suốt các hành trình. Chúng tôi đứng chật cứng trên tàu, vai kề vai theo đúng nghĩa đen. Lòng ai cũng nôn nóng, mong sớm được tham gia vào cuộc chiến. Với bản tính cởi mở, tôi thực sự nghĩ rằng những trải nghiệm này thật vui và thú vị. Nhưng trên chuyến tàu lần đầu rời xa Grand Rapids để đến một thành phố lớn như Chicago, tôi đã cô đơn. Tôi lắng nghe tiếng cành cạch của đường ray và nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ngắm các nông trại ở vùng Trung Tây, rồi các thị trấn nhỏ, các nhà máy nằm giữa quê nhà và thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ thời bấy giờ. Tôi đã suy ngẫm nhiều điều trong suốt vài tiếng đồng hồ đó. Giống như bất cứ ai ở cùng hoàn cảnh, tôi đã nghĩ về các hiểm nguy cũng như khả năng thiệt mạng trong các cuộc chiến. Ngày nào báo chí cũng đăng tên các binh sĩ bị trọng thương hay đã hy sinh. Trong đó có một số cái tên quen thuộc với tôi, hoặc thậm chí những thanh niên mà tôi có biết. Tôi biết cuộc sống của mình đang nằm trên làn danh sống chết, rằng tôi có thể phải đi vào chốn nguy hiểm, và rằng có thể tôi sẽ không thể về nhà nữa. Vào lúc đó, cũng như về sau này, khi trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, những suy nghĩ cô độc về sự tồn tại của tôi dần dà chuyển thành sự chiêm nghiệm nghiêm túc hơn về đức tin của bản thân tôi. Đức tin thường mang ý nghĩa to lớn khi bạn ở trong quân đội, vì đó là điều lưu giữ ý thức về sự quý báu của cuộc sống, về nhận thức rằng đã là người thì ắt phải chết, rằng bạn bè của bạn hôm nay vẫn còn sống, nhưng ngày mai đã trở về với cát bụi. Sự sống và cái chết hiện hữu trước mắt tôi mọi lúc. Khi đó, đức tin tôn giáo trở thành một vấn đề nghiêm túc. Bạn phải quyết định xem mình nên tin vào điều gì và không tin vào điều gì. Quả thật có trải qua chiến tranh, có trải nghiệm đời lính trên chiến trường không liệt, đức tin của tôi vào Chúa Trời mới được gia cố vững vàng. Chính Chúa đã trông nom và hướng tôi để cuộc sống sau này của tôi được dễ chịu hơn. Tuy nhiên, tôi cũng tự hào rằng mình đã tình nguyện chia sẻ sự quyết tâm chiến thắng của cả dân tộc. Như tôi, bất cứ người dân nào cũng không thể hình dung ra đất nước sẽ thay đổi ra sao nếu bị những kẻ độc tài cai trị. Mỗi khi nghĩ về đội quân độc tài, phát xít, mỗi khi được xem cảnh những cuộc diễu hành với bước chân thẳng đưa của họ trong những thước phim thời sự, người Mỹ rất hoảng sợ. Vì thế, tôi kiên quyết thực hiện bổn phận của mình với đất nước để cứu quê hương mình. Và rồi tôi đã có thể gạt đi ý nghĩ về nguy cơ cái chết đang lơ lửng trên đầu. Đã là chiến tranh thì tất yếu phải có hy sinh. Chỉ có những người quá trẻ mới nghĩ rằng chết chóc là chuyện xảy ra với người khác chứ không phải với mình. Thời cuộc căng thẳng, nhưng thay vì mắc kẹt với những ám ảnh về sự nguy hiểm hay thậm chí nói về cái chết, chúng tôi vẫn làm những gì mà mình phải làm. Sau này tôi được biết rằng đối với những người lính tham chiến ở nước ngoài, một trong những điều sâu kín nhất trong trái tim và khối óc của họ là mái ấm gia đình. Qua chiến đấu xa đất nước, con người mới nhận ra gia đình mang một ý nghĩa rất mới mẻ và tuyệt vời, có sức mạnh ngang với giá trị cuộc sống. Rất nhiều người phục vụ trong chiến tranh, một phần là vì muốn nhìn xem thế giới bên ngoài là như thế nào, và họ đã rất vui khi được rời khỏi nhà mình. Nhưng rồi sau đó, họ lại cảm thấy niềm hạnh phúc khi biết rằng dẫu có gì đi nữa, họ vẫn có một gia đình để trở về. Mối dây liên kết giữa tôi và gia đình là những bức thư tôi nhận được từ cha mẹ, người thân và bạn bè. Trong đó, cập nhật cho tôi hay những hoạt động hàng ngày ở nhà. Tôi và cha mẹ trao đổi thư từ ít nhất mỗi tuần một lần. Nhưng trong quân đội và trong thời chiến, dẫu có viết thư nhiều đến đâu thì cũng không có gì đảm bảo là sẽ được an toàn trên đường chuyển phát. Rồi không phải lúc nào gia đình và bạn bè cũng biết chỗ đóng quân của người thân yêu để có thể gửi đến đúng địa chỉ. Vậy nên, người lính nào cũng nôn nao, cũng mong chờ khoảnh khắc mình được gọi đi nhận thư. Jay và tôi cũng thường thư từ cho nhau, và những bức thư của cậu ấy đã rất có ý nghĩa đối với tôi.
đặc biệt khi tôi đóng quân trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và cách xa quê nhà đến hàng ngàn cây số. Tôi cập nhật cho cậu những tin tức khá thực tế về nhiệm vụ hàng ngày của mình. Còn thứ cậu viết cho tôi thì chi tiết và mang tính triết lý hơn. Cậu kể nhiều chuyện, trong đó có những suy ngẫm của cậu về nhiều điều. Những bức thư của cậu khiến tôi cảm thấy như đang được ở nhà. Chúng cũng cho tôi biết rằng tình bạn của chúng tôi đang càng ngày càng sâu đậm hơn. Giống như tôi, Jay rất nhớ nhà. Có lần cậu viết: "Rick, tối nay mình cảm thấy trống trải khủng khiếp. Có lẽ là do thời tiết trong những ngày này. Càng về cuối hè thì trời dần mát mẻ hơn. Vậy nên có gì đó khiến mình liên tưởng đến mùa thu quê nhà. Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu cậu, tớ và cả đám được về thăm nhà mùa thu này." Trong một bức thư khác, cậu viết cụ thể về tình bạn của chúng tôi: "Cuộc sống của cậu với tớ nối kết chặt chẽ với nhau. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người bạn thân tâm đầu ý hợp. Một tình bạn vững chắc keo sơn mà chiến tranh không thể chia lìa. Chúng ta sẽ tiếp tục ở nơi chiến tranh đã nằm gián đoạn. Chúng ta sẽ thành toàn mọi giấc mơ của bọn mình bằng cách cùng thêm vào chỗ còn dang dở vô số những chi tiết bổ sung. Những việc mà chỉ có hai người bạn hòa hợp một cách hoàn hảo mới có thể làm được. Luôn là người bạn thân tốt nhất của cậu, Jay." Những bức thư này vẫn là một trong những điều tuyệt vời nhất nhắc nhở tôi về tình bạn đặc biệt giữa Jay và tôi. Rất nhiều lần, chúng ta nói về bạn bè một cách không trang trọng. Ngày nay, bất cứ ai ta quen biết đều được gọi là bạn. Vì thế người ta phải dùng những cụm từ dài dòng để chỉ một quan hệ ở mức thân thiết hơn mức xã hội, như close personal friends, tức bạn gần gũi của riêng mình, hay best friend forever, tức người bạn tốt nhất mãi mãi. Bây giờ, chỉ cần một trang Facebook là một người có thể có hàng ngàn bạn. Còn vào thời của chúng tôi, một người bạn là một người bạn, và tình bạn là mối quan hệ hiếm hoi, đặc biệt. Vậy là tôi đã có vé xe lửa do nhà nước cấp để đi đến Chicago, và được chỉ định sẽ báo cáo ở đâu khi đến nơi. Sân ga Chicago nhộn nhịp những người đàn ông mặc đồng phục và các ban nhạc quân đội đang chơi. Từ Chicago, tôi lên tàu đến Shepherd Field, một trung tâm tuyển dụng và đào tạo chính nằm giữa hai bang Texas và Oklahoma, nơi tôi là một trong số 7.700 thực tập sinh về cơ khí hàng không. Tôi được phân công bảo trì dù lượn, được thả xuống từ các máy bay, mang theo quần lính và vật dụng phía sau hàng ngũ quân địch một cách thầm lặng. Sau một năm rưỡi được đào tạo ở Mỹ, tôi nhận lệnh đến một căn cứ ở hòn đảo nhỏ Tinian trên Thái Bình Dương, phía đông nam của Nhật. Khi tôi nhận được chỉ thị này, Đức đã đầu hàng quân đồng minh ở châu Âu, trong khi trên mặt trận châu Á, cuộc chiến với Nhật dường như sắp kết thúc. Lần đầu tiên nghe tin trên radio báo chiến tranh đã ngừng ở Thái Bình Dương, rằng quân Nhật đã đầu hàng, là khi tôi đang đi xe đến thành phố Salt Lake vào 15 tháng 8 năm 1945. Tôi đã ăn mừng ở thành phố Salt Lake cùng với mọi người trên cả nước. Cả đám trong đơn vị của tôi đặc biệt hào hứng vì chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không phải tổng quân ngoài nước Mỹ nữa. Nhưng thực tế là họ vẫn gửi chúng tôi đi. Tôi ở đảo Tinian trong vòng 6 tháng. Hòn đảo này là nơi mà máy bay ném bom Enola Gay đã cất cánh, bay sang Nhật và thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima. Tôi đã giúp tháo dỡ một sân bay do quân đội Mỹ xây dựng trên hòn đảo chiếm được từ người Nhật. Sau đó là giúp vận chuyển thiết bị trên đảo. Công việc của tôi chẳng có gì phức tạp, nhưng tôi hiểu rằng đó là việc quan trọng và rất tự hào về sự đóng góp của mình. Jay thất vọng vì cậu ấy không bao giờ được ra nước ngoài. Sau này cậu giải thích với tôi rằng lúc đơn vị của cậu ở New York đang lên tàu sang châu Âu thì bất thình lình hàng binh sĩ bị dừng lại. Một sĩ quan hét lớn: "Chúng tôi không thể lấy thêm người nữa, tàu đây rồi. Tất cả các bạn từ chỗ này về phía sau cần phải quay trở về doanh trại của mình." Jay cũng nói thêm: "Khi đến
những người đó. Khi đến những người có họ bắt đầu với chữ V thì tàu hết chỗ, tớ không thể đi được. Tất cả chỉ vì tớ là một Van Andel, chứ không phải là một gã Devos. Cuộc chiến giúp tôi tiếp xúc với những người có tín ngưỡng, có tôn giáo và hoàn cảnh khác nhau, từ trên khắp Hoa Kỳ cho đến tận vùng Nam Thái Bình Dương. Nhờ công việc của mình, tôi đã học được những bài học về tính kỷ luật. Tôi làm những gì người khác yêu cầu, biết giữ gìn sức khỏe, thể chất, cũng như rất nhiều điều về mệnh lệnh, sự cứng rắn của quân đội và cách vạch ra những quy định, những hướng dẫn cho rõ ràng khi bạn dẫn dắt một tập thể đông đảo. Vào lúc đó, tôi đã không hề biết rằng đến một ngày, Jay và tôi sẽ cần đến những nguyên tắc tương tự để quản lý một doanh nghiệp quốc tế với hàng ngàn nhân viên và hàng triệu nhà phân phối. Kỳ nghĩa vụ của tôi chấm dứt vào tháng 8 năm 1946. Chúng tôi đi tàu từ Nhật về San Francisco. Sau đó, tôi đi xe lửa về Chicago. Tôi đã 20 tuổi, đã chín chắn hơn với những kinh nghiệm có được từ chiến tranh và cuộc sống xa gia đình. Tôi nóng lòng được trở về một quê hương, một đất nước chiến thắng, nơi mà con người có được sự tự tin về một nền kinh tế đang trên đà phát triển, rằng đất nước của mình sẽ trở thành ngọn đèn tự do cho cả thế giới. Mọi người đều hứng khởi. Đó là thời kỳ tự tin nhất của nước Mỹ mà tôi từng sống qua. Nhân dân Mỹ đã chứng tỏ sự đoàn kết và khả năng làm việc cùng nhau để vượt qua nghịch cảnh, để đạt đến tầm vĩ đại. Chúng tôi đã sẵn sàng để quay về với công việc bình thường, mua xe mới, đồ gia dụng, nhà cửa và tất cả những gì bị thiếu hụt suốt những năm chiến tranh. Chúng tôi lạc quan về việc mình có một cuộc sống tốt hơn, có thể lao động hiệu quả hơn. Các binh sĩ trong quân đội trở về nhà, mở những trạm xăng, cửa hàng và các doanh nghiệp khác. Một số thì tìm ngay lấy một công việc và lao động thật chăm chỉ. Giờ đây, Hoa Kỳ đã được tự do để vươn đến những vì sao. Khi trở về nhà sau chiến tranh, Jay và tôi không khác gì các cựu chiến binh khác, những người hăm hở nắm lấy cơ hội tại một nước Mỹ mới với vô vàn những hứa hẹn. Thậm chí trong suốt chiến tranh, chúng tôi đã ươm trồng hạt giống cho một kế hoạch kinh doanh. Có lần Jay nghỉ phép về nhà trước khi tôi nhập ngũ, và hai đứa tôi đã trò chuyện vào một buổi tối. Tôi hỏi cậu ấy, khi chiến tranh kết thúc, cậu sẽ làm gì? Trở về trường đại học sao? Nhưng với nền tảng sẵn có và niềm khao khát toàn thành ước mơ làm chủ doanh nghiệp của mình, tôi nghĩ cả hai đều biết rằng đại học không phải là câu trả lời cho bất kỳ đứa nào. Càng nói chuyện, chúng tôi càng nhận ra rằng chúng tôi nên cộng tác và lập ra doanh nghiệp cho chính mình. Hiếm có một sự cộng tác kinh doanh nào có thể kéo dài suốt đời. Thật khó dùng lời để giải thích những nguyên do có vẻ như quá đơn giản và tự nhiên đã dẫn đến tình bạn và một sự hợp tác như thế, đặc biệt là với những ai chưa từng trải nghiệm một mối quan hệ bạn bè sâu sắc như của Jay và tôi. Một giao kèo trị giá 25 xu trên một tuần để quá giang đến trường là một khởi đầu quá đỗi bình thường. Ấy vậy mà chỉ sau vài năm, ngay trong thời gian chiến tranh, Jay đã viết cho tôi với tư cách luôn là người bạn thân tốt nhất. Và rồi khi đã trở thành những người đàn ông, chúng tôi ở trong gara của cha mẹ tôi cùng nhau lên phương án cho việc thiết lập một mối quan hệ cộng tác trong kinh doanh. Vào những năm sau này, khi có dịp diễn thuyết trước nhiều người, tôi đã trình bày về sức mạnh của sự cộng tác. Một doanh nhân đơn độc có tất cả sự khôn ngoan, kiến thức, kỹ năng và tài năng để thành lập doanh nghiệp cho riêng mình là chuyện rất hiếm. Ngay từ đầu, Jay và tôi đã biết. Tôi tin rằng cậu bị thu hút về phía tôi, về phía sự nhiệt tình của một cổ động viên tự phát. Tôi đã giới thiệu cậu đến với một thế giới các hoạt động xã hội, niềm vui kết bạn kết bè và nắm lấy những cơ hội tận hưởng cũng như những điều kỳ diệu của cuộc sống. Còn tôi thì rất quý trọng sự khôn ngoan của Jay. Ngay từ lúc còn ở trường trung học, cậu đã xây dựng được một thế giới quan cho riêng mình và dựa vào đó để giải quyết mọi việc. Cậu là người uyên bác và hết sức thông minh. Cậu nhớ tất cả những gì mình đã đọc.
chỉ trong những cuộc đối thoại bình thường. Tôi đã học được rất nhiều từ Jay, những điều mà những đứa trẻ ở vào tuổi cậu thường chưa nhận thức được. Cậu thường làm việc tại cửa hàng bán ô tô của bố mình vào những ngày thứ bảy. Công việc đó đã đào tạo cho cậu cả đạo đức nghề nghiệp lẫn những kỹ năng về máy móc. Jay và tôi cùng nhau làm việc lần đầu khi chúng tôi sửa chiếc Modena tại đại lý ô tô của cha cậu ấy. Tôi thích Jay vì cậu thông minh, và hẳn là cậu thích tôi vì tôi đã kéo được cậu ra khỏi những cuốn sách để đi chơi vui đùa. Suốt những ngày còn đi học, cậu chỉ ở nhà đọc sách. Jay này, cậu có muốn tối nay đi chơi game không? Tôi hỏi cậu ấy. Cậu sẽ nhìn lên từ cuốn sách và trả lời. Ồ, tớ chưa nghĩ về chuyện đó. Thôi nào, đi nhá. Ừ. Cậu trả lời sau khi tạm ngừng đọc. Được thôi, nếu cậu đi, tớ sẽ đi với cậu. Chúng ta thường nói rằng, đối cực thì hút nhau. Jay và tôi là hai bộ phận khác nhau, nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã nối khớp với nhau, khiến mọi việc có thể vận hành. Tôi cần quá sang đến trường. Cậu vừa dọn đến gần nhà tôi và có một chiếc xe. Chúa đã mở các cánh cửa. Nếu tôi không bước qua cánh cửa đó, cuộc sống của tôi chắc chắn đã trở nên rất khác. Khi ai đó hỏi tôi rằng liệu tôi có thể thành công khi thiếu Jay hay không, câu trả lời của tôi thật đơn giản. Không, vì tôi chắc rằng Jay cũng sẽ trả lời giống thế. Ngay trước khi mất năm 2004, Jay đã bảo David, con trai thứ của mình, điều quan trọng nhất con phải làm là giữ gìn mối quan hệ cộng tác. Tôi viết cho Jay một tấm thiệp sinh nhật sau khi chúng tôi đã đồng hành 1/4 thế kỷ, và cậu đã giữ nó cho đến hết đời. Có lẽ những cảm nghĩ của tôi ghi trên tấm thiệp đã tổng kết được tình bạn và quan hệ cộng tác hiếm hoi của chúng tôi tốt hơn là những gì tôi cố giải thích. Chúc mừng sinh nhật. Chỉ một tấm thiệp để nói với cậu rằng cậu đã có ý nghĩa đối với bản thân tớ biết bao. Chúng ta có những điểm khác biệt, nhưng một cái gì đó to lớn hơn đã luôn tỏa sáng xuyên suốt 25 năm qua. Tớ không biết có cách nào đơn giản để gọi tên nó không, nhưng đó có thể là sự tôn trọng lẫn nhau. Một từ hay hơn có thể là tinh thần. Với chúng ta, những năm tháng qua thật là tốt đẹp, theo quá nhiều nghĩa, đến nỗi khó mà phân định đó là những gì. Nhưng cảm giác hồi hộp và niềm vui chính là những trải nghiệm chung của bọn mình. Cuộc quá giang xe 25 xu trên tuần thực sự là một khởi đầu, và đó là chuyến đi đẹp hơn hết thảy. Thân mến, Brit. Đến cuối Thế chiến thứ hai, Jay và tôi đã không còn nghi ngờ gì về việc chúng tôi là bạn thân nhất và sẽ trở thành những người cộng tác kinh doanh tiềm năng, cùng nhau đi đến thành công. Chúng tôi tự tin vào khả năng của nhau, biết rằng chúng tôi bổ sung cho nhau, và trên hết, chúng tôi tin tưởng nhau. Thật ra, tôi đã tin cậy giao cho Jay tất cả tiền tiết kiệm được từ quân ngũ như phần đầu tư của mình vào doanh nghiệp chung đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu một công ty có 102, và tôi biết rằng còn nhiều rủi ro. Chúng tôi tự tin rằng sự nghiệp chung sẽ cất cánh. Hết chương 2. Khởi đầu mối quan hệ cộng tác suốt đời. Hết phần 1. Hành động, thái độ và môi trường. Phần 1. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.